Không, cũng hay, vừa lúc mình cũng không nói bao nhiêu. Cảm ơn em nha. Sếp quên thiệt. Rồi câu 21. Hồi nãy cô hỏi ai ta? Huyền Trinh phải không? Ừ, Trinh em chọn, và tại sao? Câu này em quen được, câu này em cũng không biết là bên em để em thấy bạn anh bây giờ đi em thôi. Rồi, ai làm được câu 21? Ai làm được câu 21 cho lì xì này. Đó, câu 21 một câu nha. Ai làm Em được câu thấy đáp án là 21? câu C, em Em thấy thấy đáp án là rồi. câu C, Ừ, nhưng mà giải thích cho cô. tại vì nhá, hồi trước em gặp một câu cùng trường hợp như này rồi, for detail about gì gì đấy, có nghĩa là câu trước chỉ mục đích là chị hành động cho cái điều gì đấy, thì cái o này hoặc là cái việc làm gì đấy thì đằng sau chỗ này cần một động từ, thì hoặc là việc này, giống như là trước o về sau o thì mình, hoặc cái việc này hoặc là cái việc này ấy, thì mình sẽ chọn là verb là to withdraw Rồi giả sử em dùng verb đi, đấy. tại sao nó liên quan gì tới phía trước của em? Phía trước của em có verb không? Còn kiểu như là câu C là chỉ mục đích với cô. Câu for details thì với to verb này cũng chỉ mục đích, nên là mình cần cái to verb này chính xác hơn. Rồi, for là em biết đằng sau cổng gì mà chỉ mục For details. là for. Danh từ. Đúng rồi, danh từ hoặc là verb in. Được chưa? Chỉ mục đích. Còn to cộng verb không là cũng là chỉ mục đích luôn, giống như em để làm mục đích này hoặc là em để làm mục đích kia thì hãy sử dụng cái này kiểu vậy, thì bạn giải thích đúng rồi được chưa. Giờ dịch luôn cho cô câu này đi anh. Để biết thêm chi tiết về Giao dịch gần đây nhất, về giao dịch. giao dịch đây nhất của bạn, hoặc là withdraw là gì, Tiền, em hay rút tiền á, rút vào rút thẻ tiền ATM từ cái tài khoản của bạn, á. thì hãy sử dụng ATM gần cái ngân hàng của bạn đấy. Lối ra ngân hàng, lối ra vào á, entrance, lối ra vào em rất hay gặp trong số đi nha. Lối ra vào cái này là phải thuộc luôn á chứ không phải nha. Transaction là giao dịch. Giao dịch rồi mấy cái giao dịch đó. Rồi, bạn chọn đúng rồi ha. Cô nhắc lại một chút, giống như là để làm việc này ha, để làm việc kia gì đó. Nhưng mà thay vì chỗ này là họ dùng là to verb không, thì họ dùng là for danh từ góp ý. Ở dưới họ dùng là to verb không, tức là hai cái này là một. Nếu như mà giả sử cô không dùng trên này là all đúng không? All for withdrawing. Này, nó cũng giống nhau thôi. Được chưa? Đây, bằng. Nếu mà cô dùng như vậy thì nó cũng là để gì đó. Để làm cái này hoặc để làm cái kia. Nó bằng nhau, phải đúng rồi ha. Được. Rồi. Đây cô sẽ có một cái bánh xe, trong này sẽ có những cái mảnh giá của hôm nay cũng mới làm, nó sẽ có những mảnh giá khác nhau nha. Đây mảnh giá cô đã ghi sẵn trong đây, bây giờ cô click chuột nha, trúng cái nào thì anh sẽ là cái đó nha. Anh đâu rồi, anh đâu rồi em? À, thế em đây. Đây click chuột, click đại nha. Đây cô shuffle này nha. Shuffle là trộn lên rồi là rất là công bằng đó nha. Đúng cái nào đúng cái đó nha. Rồi, được 10k nha em. Lát inbox vô số tài khoản. Còn ba bạn may mắn tiếp theo nha. Rồi, câu 22. 22 Huyền giải chân thử cho cô đi Huyền. Câu này về nghĩa nè. Buộc em phải dịch. Hai hai thì để thuê một cái người tổ chức sự kiện Cái thì việc verb in là chủ việc ngữ, em sẽ là cái việc. cái việc của người tổ chức Cái sự việc kiện thì thuê, có cái việc cái việc thuê. thuê người tổ chức sự kiện thì có thể có hiệu là một cách hiệu quả để quan tâm tới để C cái continuation. Để mà take care, để mà lo liệu cái gì? Coordination là gì? Cái kiểu cái trang trí à? Cái sự kết hợp giữa cái địa điểm và cái những cái nhà cung cấp, được chưa? Between and, cái để phối hợp giữa cái gì và cái gì đó. Thì em sẽ dùng between and, phối hợp thôi. UA cái gì em?
cái cảm ơn hoặc là cái đánh giá. Sự cảm kích hoặc đánh giá cao. Sự cảm kích hoặc đánh giá cao. Indication là gì? Cái thì chỉ ra. Chỉ số hoặc là sự biểu hiện. Cũng là chỉ ra, nêu ra. Sự biểu hiện. Rồi câu đi là gì em? Câu đệ thông tin à? Information đó là thông tin. Hệ thống. Hệ thống là system mà. Đó là danh từ của từ form. Form là động từ. Động từ là gì? Động từ form là gì? Kiểu điền một cái form. Form là danh từ nhưng mà cái này là động từ. Mà. Động từ là hình thành. Vậy formation là? Sự hình thành thôi. Sự hình thành. Được chưa? Formation là sự hình thành. Rồi. Được chưa? Trong này em dịch nghĩa thôi. Sự kết hợp giữa cái này với kia thôi. Nhớ cho cô chủ ngữ là nguyên cái này nha. Cái việc gì đó là chủ ngữ, động từ là này. Rồi Nguyên trả lời cho cô Nguyên. Ví dụ chủ ngữ là từ phút tiên thì động từ có như thế nào? Là phút bình nha. Ừ, chủ ngữ là phút tiên thì động từ sẽ như số ít hay số gì? À, số ít. Đúng rồi. Rồi câu 23 định làm cho cô. À, người ba con này em sai. Con này sai. Sai mà biết lý do tại sao sai chưa? Em chưa định nghĩ. À ok. Tâm là con này đúng không em? À, cậu này em còn sai ạ. Ai làm đúng con này không? Các bạn làm đúng con này không? Con này bị định nghĩa thôi. Các bạn làm đúng không hả? Rồi. Trinh, của Trinh rồi đúng không? Tâm làm cho cô đi Tâm. Em cứ làm đi cô hỗ trợ. Câu này kể từ financial expert nữa là em định nghĩa. Chuyên gia về tài chính đây em, chuyên gia tài chính. Là sự nổi tiếng, sự phổ biến của cái podcast hàng tuần đã mang lại một cái sự gia tăng đáng kể cho đến chuyên gia tài chính. Cho cái chuyên gia tài chính. Không, cho cái gì chứ? Danh từ chính của em đâu? Mang danh từ chính cho em đâu? Nhớ chỗ này có phải S nè. Danh từ chính đâu? Danh từ chính của em là financial expert hay là cái ông Ken này hay là book sales? Nhà làm financial expert. Financial expert mang lại cho cái tài chính của này hả? Chưa đúng. Dạ tài chính. Hai cái này là cho là một người đi. Giống như là học sinh Tâm, ví dụ vậy mang lại cho học sinh Tâm phải S book sale. Thì cái chính của mình phải là book sale chứ. Cái chính của em là cái này nè. Đúng không? Bây giờ em giả sử là nguyên cái cụm này của em là chữ hơi đi. Hơ. Book sale. Đó. Thì hơ của em nó chính là cái này nè. Nó chính là cái này. Phải S là một trong chữ hơ này. Đằng sau là danh từ chính của em là danh từ này. Mang lại cái sự tăng đáng kể cho cái book sale, tức là cho cái việc bán sách của cái chuyên gia tài chính tên là này. Được chưa? Chỗ này các em hiểu không? Nếu mà hiểu cái này không? Được chưa? Nên là chỗ này em phải mang lại. Em dịch thì nó đúng rồi, nhưng mà cuối cùng là em dịch là mang lại cho ông này là đúng, là mang lại cho cái book sale của ông này nè. Thì cái đáng kể thì đáp án là cái gì? Sao mày từ đầu đáng kể? Dạ là C. Đúng rồi, đáng kể hơn. Câu A là gì? Vé là cái này gặp nè. Dạ, giá trị. Đúng rồi, có giá trị, có hiệu lực. Hay tự nhiên là có giá trị, có hiệu lực. Success. Thành công. Không, thành công là successful. Thế là kế tiếp. Tiếp theo á. Đừng có bị dành cái kế tiếp, tiếp theo. Successful mới là thành công. Kế tiếp và tiếp theo. Kế tục đi. Frank là gì? Dạ, em không frankly biết. Thẳng thắn.
thẳng thắn, hãy dùng frankly, thẳng thắn mà nói như vậy, thẳng thắn tính từ hết nha, tất cả đều tính từ hết đó. Đây là dạng về từ vựng thì họ sẽ cho cùng loại từ, cái khác nghĩa thôi. Trong này để ý cho cô, từ này là danh từ nha em, book boost danh từ nha. Cảm ơn. Quickly là loại từ gì em? Dạ, tràng tư. Postcast là gì? Postcast. Dạ, chỉnh tư. Danh từ sao cảm tử trước danh từ được à? Dạ, chỉnh tư. Đúng rồi, thấy chưa? Nhớ là monthly, yearly, vân vân đều là tính từ hết á. Lâu lâu hỏi lại thấy sai chưa? Nhớ là nốt vào nhớ em. Câu 25, 26, 29, 25. Hạnh giải cho cô câu 25 đi Hạnh. Câu này em làm sai. Câu này em làm sai á? À, về nghĩa đó hả? Ai làm đúng câu 5, 25? Ai làm đúng câu 25 không? Không luôn hả? Rồi. Vâng, đâu rồi? Em có Vâng hả? Vậy định dịch cho cô sẽ hỗ trợ. Thưa cô, có 25 là cái sự khai trương của cái thư viện công khai ở trong một cái thư viện công cộng em. Thư viện công cộng ở trong cái cộng đồng nhỏ của ở cái dốc thao này thì đã được tạo ra một cách có thể bởi cái sự hỗ trợ tài chính từ những người residents, cư dân. Dạ, từ những cư dân. Rồi, dịch cho cô từng cái generous là gì? Hào phóng. Em tự nghĩ vào nha. Rồi, ok, hào phóng. Em nghĩ ngay tới ví dụ như là họ tài trợ, là họ tặng, họ quyên góp gì đó. Em nghĩ ngay tới generous, famous. Thưa cô là nổi tiếng à? Tiếp tục. Possible là có thể. Có thể hoặc là khả thi. Có thể hoặc khả thi nha. Evident. Có bằng chứng. Từ chứng cứ ấy. Ừ, bằng chứng chứng cứ. Vậy bây giờ trước hết chủ ngữ của em là cái nào? Cô là the open of a public library. Tới đây thôi hả? Học tới dốc thao luôn cô. Rồi, ok. Cái này là cái chủ ngữ chính của em. Vậy trong cái chủ ngữ này là cái nào là cái thứ nhất? Cái việc khai khai trương của cái thư viện này ở cái thành phố này thì theo em là cái chính là cái nào? Cái chính là the open of public library. Rồi, cái chính là cái việc khai trương của thư viện này. Vậy theo em, cái việc khai trương của thư viện này thì hào phóng hay là cái việc khai trương của thư viện này thì nổi tiếng? Có khả thi ạ, có xe. Đúng rồi, thì lúc này cũng là khả thi. Có hồi đôi khi em không cần phải dịch hết, em dịch hết giống như em sẽ bị loạn lên là em biết là cái chính. Bây giờ em sẽ xem, à, đang nói về cái việc khai trương thì việc khai trương hào phóng, hào phóng bởi những người này, hay là việc khai trương là sao hào phóng, đúng không? Em tài trợ cho người ta thì mới hào phóng, còn khai trương không thể nào hào phóng được. Khai trương thì nổi tiếng thì cũng có thể, nhưng mà sao nổi tiếng bởi những cái hỗ trợ tài chính được, đúng không? Thì được khả thi tức là có thể được thực hiện đó. Được thực hiện như thế này là bởi những người kia họ tài trợ tiền đó. Thế đáp án của mình phải là câu C, được chưa? Em chỉ cần dịch cái việc khai trương này thôi. Đôi khi từ vựng nó dễ đó chưa, từ vựng nó dễ thấy hết, nhưng mà có điều là em dịch nó bị, cái hồi em không biết là cái nào cái chính của em á, để cứ quay lại cái nào là cái chính để em bám vào đó em dịch. Bởi vì cái tính từ của em lúc này nó sẽ bổ nghĩa cho cái việc khai trương, chứ nó không bổ nghĩa cho cái gì hết, nó không bổ nghĩa thư viện luôn, nó bổ nghĩa cho việc khai trương của em á. Khai trương như thế nào, bởi như thế nào á. Cái đó mình là câu C ha. Rồi trong này cũng có gì ha? Câu 26. Oanh, làm cho cô thử Oanh. Câu 26 Oanh làm sai hả? Em làm cái gì mà sai? Em chưa dịch hết, sau em thấy company là chủ ngữ, còn can provide phía đằng sau là động từ. Thì em chọn xe là that, nhưng mà giờ nhìn lại, dịch nghĩa lại thì không hợp lý. Em xem. Đáp án là câu D. Thì đáp án sao đi D, tại vì company là danh từ thì phải dùng whose cộng với một danh từ. Vậy whose này nó tính là cái gì? Tính là nó thay thế cho cái gì? Who thay thế cho the homeowner. Rồi dịch cho cô thử câu này nè. À không, dịch thay thế cho cái
cái người ông plumber, ông thợ sửa ống nước. Tại sao em biết là loại từ là tên chủ điểm ngữ pháp nào không? Đã. Đây là địa chủ điểm ngữ pháp nào? Chủ điểm ngữ pháp nào đây? Quan hệ. Đúng rồi. Vậy đại từ quan hệ. Vậy đại từ quan hệ thay thế cho gì? Đại từ quan hệ thay thế cho chủ ngữ. Không. Thay thế cho từ, cái từ được thay thế là thay thế cho gì? Rồi, nói như là biết không nhớ rồi đi. Từ bị lặp lại, khỏi lặp lại cái từ đấy. Nhưng mà từ đó từ gì? Nguyên cái câu với câu nào là lặp lại? Chân. Đại em... từ thay thế cho gì? Đại từ quan hệ thay thế cho cái gì? Chân, nhớ không em? Bạn nào nhớ? Raise your voice. Bạn nào nhớ không? Đại từ quan hệ thay thế cho... Cho gì? Đối tượng. Mà... Đại từ quan hệ thay thế cho danh từ đứng trước nó. Thuộc cái câu luôn cho cô. Đại từ quan hệ thay thế cho danh từ đứng trước nó. Em thấy không nè? Từ whose em thay thế ngay cho từ plumber, chứ em không thể nào thay thế cho từ the home owner được, thấy không? Cái người chủ căn nhà này á, chủ hộ á, thì muốn thuê một người thợ ống, người thợ sửa ống nước. Cái người mà công ty của người đó á, thì có thể cung cấp cái bảo đảm là 10 năm cho cái ống mới. Hình dung ra chưa? Được chưa? Giống như cô thuê anh đi, thì anh là công ty của anh phải đảm bảo bảo hành 10 năm, còn Huyền là có 5 năm thôi nên cô chọn anh. Hiểu như vậy? Hiểu không các em? Được chưa? Nhớ nha, đại từ quan hệ thay thế cho danh từ đứng trước nó, không nhớ thì nốt ngay vào. Cái này cực kỳ quan trọng mà cô hay nhắc đi nhắc lại nhất á. Rồi câu 27 nha. 27. Nhớ cho cô có lên chi là cũng là bảo hành đó em, nó giống từ gì? Giống từ bảo hành nào không? Ai nhớ không? Bảo hành một từ nữa. Từ đó còn hay dùng hơn từ warranty nữa. Từ gì? Warranty đúng không? Đúng rồi, warranty. Được chưa? Hai từ này như nhau đây. Câu 27 là giúp cô nào Tâm? Về nghĩa này em. Về nghĩa có liên quan ngữ pháp một chút. Câu này em cũng không sai cô nè. Có ai giải thích được câu này không? Ngoài luôn hả? Bị làm hại này. Trong này nó có điểm ngữ pháp quan trọng này đó em. Em để cho cô là vulnerable là devil to. Thì lúc này em sẽ dịch đó là những cái bông hoa đó. Cô mở nhỏ này chút nha. Những cái bông hoa nó được giữ, tức là nó được giữ, nó được cho đĩa ở trong cái nhà kính. Bởi vì chúng là cái gì? Chúng là cái gì Tâm? Em chúng là thay thế cho cái gì? Dạ là những bông hoa. Đúng rồi, bởi vì những cái bông hoa này có thể bị làm hại bởi cái sự biến đổi của nhiệt độ. Fluctuations là sự biến đổi. Sự biến đổi, sự dao động lên xuống đó em. Temperature, nhiệt độ thay đổi là có thể làm hại những cái này nên là cho giữ được nhà kính. Được chưa? Đáp án mình là câu B, bởi vì từ chu đó nha em. Câu A, threaten là bị đe dọa, nhưng mà không đi với chu. Feeble là yếu đuối. Yếu đuối cô nhớ là nó không có giới từ. Limited là bị giới hạn thì không liên quan nữa. Nhớ là cái thứ nhất về nghĩa, thứ hai là quan trọng là có từ chu nữa. Vulnerable to. Cái nào cô highlight để ý nha. Because cộng mệnh đề đằng sau này, bởi vì á, sẵn nói ngữ pháp luôn. Câu 29. Hạnh là cái câu là hạnh. Câu này về ngữ pháp này em. Câu này em cũng làm sai luôn. Rồi. Câu này theo em là có mấy mệnh đề đây? Có mấy mệnh đề? Cứ làm đi rồi cô ấy cho. Cô gì đó. Cô hỗ trợ thêm. Em thấy cái điểm ngữ pháp gì ở đây không? Mệnh đề. Điểm ngữ pháp gì ở đây? Unless nó bằng cái gì? Hãy nhớ không em? Bằng if. Đúng rồi, if not. Được chưa? If not thì tóm lại là if đó. If not thì tóm lại cho cô là if. Vậy thưa em, đây là if mấy đây? Chủ ngữ động từ là mệnh đề if này. Động từ chính của em là chủ ngữ này. Ở dưới đây của em chính là động từ này. Bây giờ em phải phân biệt cho cô là if mấy em mới làm được câu này.
Câu này làm sao là hơi vô lý nha. Trả lời cho cô cái mệnh đề if động từ ở thì gì? Thì đây. Không nhớ thì luôn. Ai biết thì gì đây? Has he hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành. Thì em sẽ tính nó là thì gì? Tính nó là if mấy? Hiện tại if 1. Đúng rồi, em sẽ tính là if 1. Hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành trong mệnh đề if, em sẽ tính nó là if 1. Bởi vì if 2 của em là quá khứ, if 3 của em là quá khứ hoàn thành. Chỉ có if 1 là mệnh đề if ở hiện tại thôi. Cô đang nói mệnh đề if thôi nha. Vì thế đáp án của em là cái gì? What? B. Đúng rồi, được chưa? Mệnh đề if là if 1. Mệnh đề if là hiện tại, mệnh đề chính là tương lai. Được chưa? Em quy nó về thôi. Đương nhiên sẽ có trường hợp ngoại lệ chứ không phải là mình học hiện tại đơn là hiện tại đơn như vậy. Nó sẽ có trường hợp là hiện tại hoàn thành. Thì em cứ quy nó về hiện tại đơn. Quy nó về thì hiện tại thôi. Bởi vì if 2 là quá khứ, nó quá xa rồi. Mà nếu mà if làm sao quá khứ đi như vậy được. Đúng không? Mệnh đề chính đâu đi với if như vậy đâu. Mệnh đề chính của em nếu mà if 1 là will cộng với 0. If 2 thì là would cộng với 0. If 3 là would have cộng với verb ed cộng 3. Ba cái này của em không phải là cái đem điền cho mệnh đề chính của if, đúng chưa? Thì em chỉ còn câu b thôi. Đây đó lý do con nói câu này dễ là như vậy. Giả sử em không biết câu này là if đi nữa, em không biết câu này là if 1, nhưng em nhìn vào ba đáp án còn lại làm sao mình nó điền vào mệnh đề chính trong cái ngữ pháp if được. Khổ câu này không các em? Cô nói quá nhanh quá không? Kịp không? Rồi tiếp nha. Cô xem. Các em cứ chát vào đây nha. 8, 12, 27. Ok, câu 27. 27 nãy giờ rồi nha. 8. Cứ thắc mắc thì cứ chát cho cô nha, chứ đừng có sợ gì hết. Hoặc là nếu xong rồi các em cứ chát qua phần tiếp theo cho cô phần 6 á. Câu 8 làm thử cho cô nào. Câu này về ngữ pháp này. Làm thử cho cô nào. Chinh. Chinh làm thử cô nào Chinh. Câu này em chọn là đáp án B. Tại sao? Đúng là câu 8 này hơi khó một chút xíu nha. Tại sao? Câu 8 tại sao? Em chẳng biết tại sao chữ đáp án B nữa. Nhưng em nhìn vào đề em sẽ chữ đáp án B. Em biết exclusive là gì không? Chỉ là gì không? Là kiểu độc kiểu sao nhỉ? Đúng rồi. Nó là kiểu loại độc quyền. Độc quyền hay loại trừ gì ấy? Độc quyền. Vậy theo em nó là loại từ gì? Nó là tính từ ạ. Vậy tại sao em biết là tính từ chỗ này? Đuôi có cái đuôi đuôi. Không biết là tại sao chỗ này em đi tính từ á? À cái chữ của nó. Cái lúc em tra có từ cái từ này đọc này là em trao nó là từ trạng từ xong em nghĩ từ trạng từ sau trạng từ được cộng với tính từ em sau từ sau trạng từ cộng với tính từ là sao của em chỉ quên là verb ed của ba mà út lúc chiều em phải trao mỗi từ lúc chiều em mà là đeo mà là mới là từ của ba xong rồi em lại không biết nghĩa xong rồi em đang nghĩ vào tin khác được sao được tin từ em quay lắm đó là bên rồi có ai có giải thích khác không? Câu này tính ra là câu dễ hết nha. Tại sao trước là tính từ? Cái này cơ bản luôn á, vì loại từ. Em nghĩ là right là danh từ thì đằng trước danh từ này là một tính từ. Đúng rồi, right là danh từ quyền đấy em, quyền lợi á. Cái công ty này nó được cho một cái quyền độc quyền, tức là cái quyền độc quyền đó, để mà sản xuất ra một bộ phim dựa trên cái tiểu thuyết nổi tiếng này bởi cái nhà thơ bởi nhà văn này bởi tác giả này, được chưa? Thì mình cứ là B, danh từ đây trước là tính từ đưa cho danh từ, nói thấy không? Được chưa? Còn dưới còn lại của nó là hình thức verb thuộc luôn cho cô là based on nha em, based đi với on. Tiếp tục nha, câu 12. Các em xong có phần 5 rồi thì chát phần 6 cho cô nha. Câu 12 làm thử cho cô nào định, làm thử cho cô này đi định. Em hỏi cô. À quên.
Hẳn em là lúc này không hẳn em không ạ. Hay là đúng câu này không? Em là đúng nhưng không biết giải thích nó như thế nào. Em rồi em dịch cho cô đi. Cái công ty này, cái công ty này, đây là một cái chất em, một cái chất, cái loại, cái loại, cái tên Midnight Blue này là một cái gì? Chất là một trong những công ty có sản, có những chất tẩy rửa bán chạy nhất. Cái này là về giặt đúng không? Giặt ủi này thì suy ra nó là chất tẩy đây, chất tẩy, có chất tẩy mà em tẩy quần áo á. Nó là một cái thuốc tẩy quần áo bán chạy nhất, bán chạy nhất. Ấm mong giữa không? Đúng rồi, giữa những gia đình có những trẻ em nhỏ, tức là trong những gia đình có những đứa em nhỏ, trong á, tức là trong á, tức là gia đình mà những cái gia đình mà có thể em nhỏ là hay sử dụng cái này, vì cái này đã bán chạy nhất, tức là cái sản phẩm chạy nhất đối với những cái gia đình đó. Em không thể nào là không giống với những gia đình đó được. Inline là không giống nha. Along là dọc theo. Dọc theo em dùng là dọc theo bờ biển, dọc theo cái nói chung về vị trí. Into là bên trong. Không thể nào dùng bên trong được, mà lúc nãy em phải dùng among. Lại among em cộng dân từ số nhiều nè. Chỗ này among có hiểu theo là kiểu là among cộng với kiểu số lượng đúng không ạ? Không, among cộng nhân từ số nhiều, trong, trong số, nó nghĩa là trong số hoặc là một trong những gì, trong số hoặc là một trong những, tức là cái sản phẩm này này, là cái chất giặt, chất tẩy giặt quần áo á, bán chạy nhất trong số những cái gia đình, cho trong, trong những cái gia đình có những trẻ em nhỏ. Bộ anh chưa hết phần xấu em? Ăn tết đậm quá nha. Chữ ăn hết đi cô. Chưa hết là sao? Chữ em hết đi cô. Thì chữa hết phần 6. À cô hiểu rồi. Cô hiểu rồi nhá. Ok đã hiểu. Rồi phần 6. Cô tưởng đâu ăn tết đậm quá quên chứ. Rồi phần 6. Đầu tiên là vì nghĩa này, nhưng mà nghĩa câu này dễ. Làm thử cho cô nào hả? Rồi dịch đi. Cái việc mà trả những cái bill tiện ích, cái bill tiện ích là điện nước internet rồi đó em, bằng cái gì? Khoan, chủ ngữ của em đâu? Ngữ pháp thì cô nào chủ ngữ đâu? Bằng thanh toán hóa đơn tiện ích của bạn bằng cách ghi nợ trực tiếp, tự động, theo cái tự động này, đảm bảo. Vậy động từ của em ở đây nha, nhớ này, thấy không? Động từ số ít này, đây là chủ ngữ này, chủ ngữ gấp in đi với động từ số ít này. Rồi dịch lại từ đầu đi hả? Cái việc thanh toán hóa đơn tiện ích của bạn tự động bằng cách ghi nợ trực tiếp đảm bảo rằng bạn sẽ không bao giờ bị muộn, bị trễ. Cái việc mà trả những cái bill tiện ích bằng cái ghi nợ trực tiếp tự động, bởi vì cái này là một cụm với nhau, em phải đi đến chữ với nhau. Ghi nợ trực tiếp tự động là giống như bình thường là em cài cái này đó là em sẽ thanh toán hóa đơn á, và tự động nó chuyển khoản bằng ngân hàng của em á, thông qua ngân hàng nó chuyển khoản trích trích tự động cho em luôn á, thì đảm bảo là em sẽ không bị trễ, bởi vì tới ngày nó sẽ trừ cho em thôi mà. Rồi dịch tiếp cho cô Hằng. Ngoài ra thì các công ty tiện ích giảm giá cho khách hàng ghi nợ trực tiếp. Điều này là điều đây này là, đây là một cách tuyệt vời để giảm tháng của bạn. Đúng rồi, tại sao em chọn là để em chọn cái gì chứ, em chọn ABC C. Tại sao em chọn là giảm mà em không chọn là để dự đó, hay là để giám sát, hay là để trưng bày? Tại sao? Dựa vào đâu mà em... Dựa vào cái ý gì mà em sẽ chọn là để giảm? Để làm thấp đi. Cái ở trước có cái giảm giá cho khách hàng ghi nợ trực tiếp này.
Đúng rồi. Được chưa? Thế nè, họ có cho em gợi ý nè, nhiều công ty thì cho discount đúng không? Họ cho discount, mà điều này sẽ là một cách tuyệt vời để mà giảm để mà làm giảm đi cái chi phí đúng không? Chứ không thể nào mà giảm cho discount mà lại lại dự đoán được chưa? Tức là nó liên kết với cái ý này của em nè. Vì thế nó cho em biết là câu này là câu C. Được chưa? Rồi, làm tiếp cho cô nào Tâm. Sau khi đăng ký tài khoản của bạn thì sao? Sau khi đăng ký tài khoản của bạn là kích chuột vào cái direct debit nữa. Debit. Chọn cái công ty mà bạn muốn thanh toán. Yep. Muốn thanh toán từ cái gì? Cái menu drop down là cái menu giống như có hình tam giác đúng không? Em bấm vào cái hình tam giác là nó sủa ra một mớ cái công ty em chọn á. Đó, em tưởng tượng là em lên website á. Rồi, bây giờ em chọn câu nào? Tóm lại nếu mà em đăng ký xong tài khoản không, là em click vào cái direct debit đó, thì sau đó em sẽ chọn công ty mà em muốn thanh toán. Rồi bây giờ qua hai nó chọn gì? Rồi sau đó thì hãy nhập cái mã số khách hàng của bạn vô. Vậy thì em có ba hai chọn gì? Em chọn cô C ạ. Rồi dịch lắp vào cho cô nào, lắp vào từ cái chủ chọn cái công ty. Đó là đó, nếu bạn không có một cái sự lựa chọn mong muốn nào ở đây, bạn có thể chọn nó manually là gì của là bằng tay, bằng thủ công đó em, bằng tay, bằng thủ công, bằng tay thủ công, được chưa? Đây cô sẽ dịch nó liên tiếp hơn, mình dịch từ đầu tới liên tiếp rồi nha. Là sau đó là sẽ chọn cái công ty mà mình muốn thay, muốn thanh toán á. Nếu như mình có option mà mình mong muốn nó không có ở đó, giống như em chọn công ty này đi nhưng mà nó không có trong cái thanh công cụ của em, trong không có các menu này nè, thì lúc đó em sẽ tự nhập thủ công, tức là em sẽ chính tay em nhập ra, được chưa? Thì nó cái này thành ra liên quan tới vé trước nha, nó liên quan tới vé trước. Rồi tiếp tục câu 33. Chính là với cái câu nào chính? Sau đó thì sao? Hãy cẩn thận nhập tên khách hàng của bạn. Vậy theo em là cẩn thận, em chọn loại từ gì? Chặn từ ạ. Tại sao chặn từ? Em nhìn thấy quen mắt. Ai thích được tại sao trùng chặn từ? Đằng trước động từ là chặn từ. Đúng bổ rồi. Sung hiện cho động từ input. Đúng rồi. Đúng rồi, được chưa? Bổ sung cho động từ input. Nhập cẩn thận, tức là cẩn thận nó sẽ bổ sung cho từ input. Với lại em nhìn cái này, cái này nó không có chủ ngữ, bởi vì đó là cái lời giống như nó yêu cầu em làm, nó ra lệnh cho em làm, nó hướng dẫn cho em làm, nó không cần chủ ngữ. Mà không cần chủ ngữ thì cần verb thôi. Thiệt ra chỗ này không cần careful được. Thêm careful thì nó đầy đủ nghĩa hơn. Không có cũng không sao không. Đoạn cuối làm cho cô nào định tiếp tục thì sao? Cô là bạn có thể chọn cái ngày của tháng mà bạn muốn trả. Và nó có thể thay đổi bất kỳ thời gian nào và có thể điều chỉnh bằng cách điều chỉnh điều chỉnh cái cài đặt ở trên cái tài khoản của bạn là có xe. Đúng rồi, được chưa? Tức là giống như em chọn ngày đó nhưng hôm sau em muốn để cài đặt ngày khác thì em phải dựa vào cài đặt thôi, chứ không thể nào dựa vào tiết kiệm được. Đây là tiền tiết kiệm này. Settlement tức là sự giải quyết cái vấn đề á. Specialty là cái chuyên ngành hoặc là cái sự đặc biệt gì đó. Special thì tức là em cài đặt lại thôi. Cái đó có phải là câu C không? Để cho cô buy bằng cách nào đó đằng sau cộng verb in nha. Cái từ này sẽ đọc là debit nha, đừng có đọc là debit. Debit card, đừng có thể gì nữa. Rồi next. Nhìn cho cô, đây là cái ông này gửi cho tất cả nhân viên này, tức là một người gửi cho nhiều người này vào ngày này về cái vấn đề sửa chữa khẩn cấp. Cái vấn đề của mình ở đây chủ đề là sửa chữa khẩn cấp nha. Câu 35. Nãy giờ ai là chưa làm cho cô nhỉ? Huyền. Huyền làm cho cô 36 đi, 35 đi Huyền. Số
số những cái kỹ thuật viên đến từ cái công ty xây dựng này thì sẽ tới thăm văn phòng, tới thăm văn phòng của chúng tôi để yêu cầu về cái C. Một số nhân viên từ công ty này, công ty này là không biết nha, sẽ viết thăm văn phòng của chúng ta để tôi. Để làm cái gì? Để ơi chung làm gì? Em chọn cái gì? Cô này làm sai. Rồi cô A là gì? Hủy. Cô B. Cô B. Cái này em không biết. Tiết lộ. Cancel là hủy nha. Acquire là gì? Có được. Hoặc là đạt được. Perform là gì? Diễn, trình diễn. Biểu diễn, trình diễn. Ngoài ra nó còn nghĩa là gì nữa? Biểu diễn, trình diễn dùng cho sân khấu rồi đó. Ca nhạc đó. Thực hiện nữa. Hồi nãy cũng là cũng được. Thì lúc này em phải chọn câu gì? Đi được chưa? Tức là một số kỹ thuật từ công ty này sẽ viếng thăm văn phòng của chúng ta và chưa viếng thăm nha, để mà thực hiện những cái sửa chữa khẩn cấp cho cái ngói. Tile là gạch nhưng mà trên mái nhà thì nó là ngói, chứ là ngói nha. Và có ngói ở trong cái phòng khóc thì. Câu 36. Tâm. Tức là thông báo là sẽ có vài người đến sửa chữa đó, thì sao nữa? Nếu như là bạn cần những cái item nào mà cần được copy, tức là em cần copy cái gì đó, thì hãy vui lòng sử dụng cái máy in. Hãy vui lòng sử dụng cái shop in á, cửa hàng in ấn ở đối diện, ở bên kia con đường. Hoặc là tự lo liệu nó vào ngày mai, chứ ngày hôm nay là không được rồi đó. Vậy thì em có 36 chẳng gì? Dạ, 36 là cô bị ạ. Là về khu vực này thì bị giới hạn. Này sẽ bị hàng trong một ngày. Ừ, cho cái phần còn lại của một ngày. Cô giả sử bây giờ đúng không? Cô nói giờ là phần còn lại của một ngày, là em sẽ hiểu là từ 9:50 cho đến phần còn lại của ngày. Còn nếu như bây giờ là 7 giờ đi, thì sẽ từ 7:01 cho đến còn lại của ngày. The rest là phần còn lại. Được chưa? Thì bởi vì họ sửa chữa nên là cái khu vực này sẽ bị giới hạn. Giới hạn vì thế nếu như bạn muốn copy á, thì bạn đi qua cái shop khác, hoặc là bạn phải copy vào ngày mai. Được chưa? Đáp án của mình là câu B. Rồi tiếp tục câu 37. Hạnh làm cho cô đi Hạnh. Câu 37 em chọn IC. Tại sao? Dịch tiếp cho cô nào. Một số cái viên gạch, viên ngói mà bị bể thì sao? Và các vấn đề thì sẽ bị loại bỏ. Và loại cái bỏ vấn và đề các... cái này wiring là cái dây expose, phơi ra. Vậy theo em sẽ dịch sao? Không có vấn đề phải cái gì? Cái dây bị mở thì sẽ được giải quyết. Rồi. Để xem dùng trong suốt thời gian làm việc ở cái công trường. Đúng rồi, on-site là tại chỗ đó. Trong cái thời gian tại chỗ đó thì sao? Thì cái đội thi công này có thể sử dụng các cái công cụ gây ồn ào. Những người mà ở gần cái khu vực đấy thì có thể chuyển đến một khu vực làm việc khác. Như thế nào? Tạm thời. Chuyển đến cái chỗ khác tạm thời. Được chưa? Đáp án của mình là câu C. Nhớ cho cô during hay đi với khoảng thời gian đó nghe. During the meeting, trong suốt cuộc họp, ví dụ vậy. Thời gian. Câu 38 còn lại là cho cô nào định sau đơ rồi định. Cô 38. Em đây ạ. Câu 38 là chúng ta hiểu chúng tôi rằng, chúng tôi hiểu rằng nó là một cái sự bất tiện, và cảm ơn cái sự kiên nhẫn của bạn. Vậy em chọn thì gì? Câu C ạ. Đúng rồi, được chưa? Chúng tôi hiểu thì em cứ dùng we understand. Chúng tôi tin rằng, we believe. Chúng tôi hy vọng rằng, we hope.
chứ không có dùng mấy cái từ khác nha, chỉ là dùng hiện tại đơn bình thường thôi. Cái này nhớ cô đây chính là if nha em, should này chính là if một á, nhớ nha, if một á, nếu như mà bạn cần in cái gì đó, if một nha, should này thay thế từ if á. On site tức là tại chỗ, giả sử cô với các em đang học cái gì gọi là online này, nhưng mà nếu mà cô với các em mà chung lên lớp luôn gọi là on site, tại chỗ nha. Giống như em đi công tác cũng vậy, ví dụ như em đang làm ở chi nhánh này mà em qua chi nhánh khác em làm thì đó gọi là on site rồi. Để cho cô từ này nó tạm thời nha, giả sử cái gì đó đang thi công hay gì đó thì cái này buộc phải đóng cửa tạm thời, cái từ này phải đọc temporarily, tạm thời, tính từ thì bỏ ly thôi, y nhá chỉ thành như dài. Câu 39, chính là cho cô nào chính. Câu 39, chỗ này phải đọc khúc dưới nha, chứ không có liền liền cái cây ở đâu. Dịch trước cho cô. Chính, câu 39 em. Rồi, em quên không bật mic. Ừ. Câu 39, thì nhân viên tại cái cửa hàng, nhân viên tại cửa hàng này thì nên nên biết nên các biết hoặc nên nhận thức, nên biết nên các hoạt động quảng cáo nhằm nâng cao năng cái nhận thức về thương hiệu, cái nhận thức về thương hiệu cho cái gì đó của công ty này, sở hữu cách này theo em là gì, dụng cụ nấu ăn hay là đồ nội thất gỗ rồi đó, hay là điện tử hay là quần áo. Tới đây em chưa biết được đúng không, tự nhiên nói tới vậy sao em biết. Vậy làm sao em biết thì chúng tôi tiếp nào, tiếp lại sau. Đâu một khu vực trình diễn thì sẽ thiết lập ở trên cái tầng 2, nơi mà những cái người mua hàng có thể tham dự các buổi thông tin, tức là truyền tải thông tin. Buổi demo là buổi mô tả đây, mô tả sản phẩm là mô tả một cái gì đó, demo. Rồi tới đó em vẫn chưa tìm ra được cái nhà em chọn câu gì và tại sao dẫn chứng nào. Câu này em bài này em còn chưa cài làm. Ai làm được câu 39 giải cái gì nha. Em nhìn thấy cái chữ mà cast iron frying pans là dụng cụ nấu ăn cái chảo ấy, thì em chọn câu A. Đúng rồi, được chưa? Trong này chắc là chảo thôi. Nè, cái chảo chiên gan này em, cast iron tức là gan á, bằng vật liệu gan á, được chưa? Thì suy ra cái chảo đó em nhìn pans, cái chảo thì là câu A thôi. Rồi, câu 40 làm tiếp cho cô luôn nào anh. Câu 40 em thấy đáp án là câu D. Cái gì? 40 D hả? D. À, C, C. Ờ, C chứ không thấy D là hơi lực. Bởi vì enough sẽ làm chữ mở được. Rồi, vậy theo em, each ở đây là gì? Một cái khu vực demo sẽ được set up trên tầng 2, nơi mà những cái người mua hàng có thể tham dự những cái buổi truyền tải thông tin. Rồi nếu mà em chọn bài, mỗi gì đó là demonstrate area. Cái này chỉ có một thôi mà. Còn x là mỗi một mà. Nếu mà mỗi đúng không? Mỗi thì chắc chắn là có nhiều. Có nhiều đến mỗi. Đúng không? Shoppers. Mỗi một khách hàng sẽ được thực hiện mỗi cái. Đúng rồi, phải là này. Mỗi là mỗi cái phim này. Được chưa? Nếu cho cô khi em đã dùng từ x chứng tỏ là đã nhiều. Ví dụ các em học này mỗi một học sinh, chứ có một học sinh mà cô nói mỗi một học sinh làm cái gì đúng không? Nhiều học sinh thì cô nói mỗi một học sinh phải làm bài này đúng không? Kiểu vậy. Thì cái này một thì không phải được. Còn shopper cũng là số nhiều ok, nhưng mà không thế nào con người mà được thực hiện được đúng không? Thì cái này chính là transformation session. Đó, em để ý nó cái liên kết như vậy á mà làm bài. Tức là mỗi một cái session này á thì sẽ được thực hiện với người đại diện của công ty này, là công ty mà về đồ nấu ăn á. Người đại diện, người mà sẽ show. Vậy quan trả lời tiếp cho cô, who đây là ai? Đúng người mà sẽ là cái người inform, người mà điều hành, người đây. Từ nào? Who này thay thế cho từ nào? Mới nói sau.
ở câu 127 gì á. Who, đại từ quan hệ thay thế cho. Bởi cái đứng trước nó. Ừ, cái nào? Vậy who là cái nào? Đại diện. Đúng người rồi. Người đại diện là. Được chưa? Người đại diện. Tức là người đại diện này sẽ show ra những cái lợi ích của những cái sản phẩm. Ví dụ như cái chảo này. Và những cái phiên này, những cái phiên thông tin này, giống như em đề mua sản phẩm này cung cấp cho họ cái thông tin tác dụng là gì rồi này kia đó, giá cả đó. Thì những cái phiên này sẽ được tổ chức một vài lần một ngày. Lấy của từ time này rất là lần nha em. Một vài lần một ngày và sẽ kéo dài. Câu 41 dễ nha. Tâm là cái câu 41 nào Tâm? Dạ là em chọn câu C ạ. Ừ, roughly là nghĩa là gì? Là một khoảng nào. Ừ, thì nếu có chưa, cái này em hay cộng với lại số, cộng với lại con số, em nhớ nó bằng cái từ gì không? Approximately, cô hay nhắc biết nè. Hoặc là nó bằng cái từ nearly nè, thì đằng sau em cộng với con số nè. Cái này cô nhắc biết luôn thấy không? More nè, more than nè, cộng với con số nè. Nhớ nó đã cộng với con số nha. Rồi nên vì thế này đằng sau là con số nè. Nửa tiếng là có phải 1 phần 2 không? 1 phần 2 giờ không? Thì là con số. Còn con số thì em phải đi với cái trạng từ này. Nhớ nha. Cái này nó hay có thì cô nhắc biết rồi. Cái nào mà cô hay nhắc là nó hay có á. Rồi đoạn cuối là cho cô nào Hạnh. À, đoạn cuối này em chọn C. Em chọn C hả? Tại sao? Tại vì em là bạn có thể nhận được các câu hỏi về những cái nồi mình nấu canh đó em, nấu canh thì nấu cháo đó, cái nồi nữa hoặc là các sản phẩm khác. Vì thế sao? Vì thế hãy vui lòng. Ủa đâu rồi Hạnh? Review là em xem lại á. Vì thế em phải xem lại cái gì? Các mô tả về sản phẩm. Đúng rồi. Rồi em dịch cái lắp vào này của em. Cái việc sale, việc bán hàng, những cái sản phẩm này thì sao? Những cái sản phẩm mà. Đúng rồi. Đang được đề mua, đang được mô tả thì được mong đợi là sẽ gì? Sẽ tăng lên. Tăng lên, ý nói ở đây là những cái món hàng mà người ta đề mua thì khả năng cao là những cái món hàng đó nó sẽ bán rất là chạy, nó tăng rất là nhanh. Rồi sao nữa? Không nghe vậy Hạnh ơi. Dạ, thì cái nhãn hàng này sẽ cung cấp cho chúng ta các hàng hóa bổ sung để tránh bị thiếu. Đúng rồi, vậy theo em cái vế này nó đi qua cái vế trước đi cái vế sau. Liên quan đến vế sau ạ. Đúng rồi, được chưa? Bởi vì họ mua nhiều nên là thành ra cứ đưa thêm cho họ để họ tránh cái sự thiếu sót, được chưa? Thành ra là vế sau của em. Ví dụ có này thì cần dịch về thôi. Đó. Những cái món hàng mà đang được đề mua có hồi em không còn có đề mua nữa. Những cái món hàng đó tăng thì bây giờ phải bổ sung thêm cho tôi như vậy đó. Cái đó gọi là câu xin ha. Để cho cô be aware, đi với cái từ ở, nhận thức và biết điều gì đó. Set up em biết rồi ha, set up là bố trí á. Set up cái mức rồi đó. Attend này, tham gia một cái session nào đó, tham gia workshop nào đó, hay là tham gia conference nào đó. Last là kéo dài như em đó là vớt đó nha. Last là kéo dài là vớt. Ví dụ nó kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi. Hoặc nó kéo dài đến lên đến 1 tiếng rưỡi. Lên đến thì nó phải là up to nha. Giống như em đi làm mà ví dụ như lương up to 2.000 đô. Ví dụ vậy. Là lên đến 2.000 đô. Rồi next nha. Ủa mà kịp không có em? Có thấy kịp không? Nếu mà theo kịp không? Cô sợ nhanh quá thì đóng kịp nữa. Câu 43, không kịp nói nha. 43 là cho cô nào Trinh. 44, Oanh, 45.
thành 46 định. Ê, Huyền nãy giờ chưa thấy không? Vậy 45 Huyền đi không? Chúng ta đâu Trinh nữa? Trinh đâu Trinh? Em đây. Em có nghe mà. Nghe nghe. 43 em 43 là em dịch trước ngoan cô. Ừ. Ờ cái đây là cái này đã kiểu duy trì cái sức khỏe của của cây cối và của những cây cối và hoa bằng cái đây là độ ẩm. Độ ẩm bằng cái độ ẩm. Độ ẩm bên trong của nhà kính hả cô? Ừ. Vậy thì em dùng động từ gì? Giám sát. Giám sát. Đáp án C ạ. Đúng rồi, được chưa? Đáp có được. Rồi cô sẽ thêm một chút nha. Cái nơi này nè, nó duy trì cái sức khỏe của những cái cây này, những cây với hoa này á, bằng cái việc là giám sát cái độ ẩm. Kể cả độ ẩm, em thấy mấy cái kem dưỡng ẩm của em hay dùng từ này này. Em hay skin care, em hay dùng cái này này, cũng thiết thật mà. Bằng cái việc mà giám sát cái độ ẩm trong cái nhà kính. Nhiều cái chủng loại á, nhiều loài á, mà chúng ta house, lúc nào là động từ nha. House là cái nhà, vì động từ là chứa, mình chứa đó. Tức là nhiều cái loài mà mình có á, thì nó không thể tồn tại trong điều kiện khô. Rất là nhiều loài nó phải cần trong điều kiện ẩm. Và một ít loài thì nó cần trong điều kiện khô đúng không? Nhiều loài mà chứ đâu phải là tất cả đâu. Tất cả là nó khác. Đây nhiều loài chứng tỏ là trong cái nhà kính nó vừa có điều kiện khô. Còn vừa có cây cần khô và vừa có cây cần ẩm nữa. Vì thế em phải giám sát. Được chưa? Giám sát là điều chỉnh đó chứ em không phải là loại bỏ được. Em loại bỏ thì những cái cây nó còn đồ ẩm thì làm sao? Đúng không? Vì thế em phải cùng giám sát. Rồi. Câu 44. Mọi người em chọn câu B for the reason. For the reason. Chính vì cái lý do này mà những cái vòi phun nước hoạt động bị gián đoạn hoạt động. Hoạt động thỉnh thoảng. Tức là lúc có lúc không. Lúc có lúc không. Còn lúc nó sẽ tự động xem à lúc này cái cây này nó cần thêm hay không, cái cây nó cần thêm hay không. Lúc có lúc không như em. Tức là lúc có tự, chỉ bình tự động, còn túi còn không. Rồi dịch tiếp cho cô tới cái này luôn đi Quang. Đối với cái phần an toàn của những người du khách thì chúng tôi tạm thời đóng cửa một số session là gì? Phần này. Một số khu vực rằng mà chúng đang tưới nước. Đang tưới nước. Tức là khu nào đang tưới thì sẽ đóng cửa. Rồi, okay. Rồi được rồi em, làm tiếp cho cô câu này làm gì đúng không? À, thì cái những cái phần mà có thể phần, được cái những phần này, cái... Và những khu vực này là theo em là những khu vực nào? Nãy giờ là on cái khu vực được tưới nước kiểu đúng that rồi. Are being water. Đúng rồi, những khu vực mà đang được tưới nước này thì sao? Thì sẽ được đóng rồi. Đúng rồi, sẽ đóng lại chứ họ đi trộm sao? Thì sẽ duy trì đóng lại. Sẽ lại. Duy trì việc đóng lại vào một số thời điểm. Thời điểm sau khi cái sau cái thực giờ là gì? Bình phun đó em, hồi nãy anh nói bình phun. Từ đó biết đi vào liền nha. Sau cái bình xịt thì có thể tắt. Vì thế thì sẽ tắt. Vì thế những cái du khách không nên đến để sẽ không đi ở trên trên cái con đường. Trơn, chắc chắn sẽ trơn. Ừ, con đường có khả năng là trơn trọn. Và gì nữa? Có bốn là chọn gì? Quá thời gian đi. Đúng rồi, tại sao chọn đi? Đúng rồi, tại sao chọn đi? Cái đấy là danh từ à? Danh từ là này.
Tại vì chữ sau đấy có cái possibility thì cái doily á thì nó sẽ là trạng thường. Đúng rồi, trạng thường là nó bổ hữu cho gì chứ không? Em sẽ đốt được dựa vào ngữ pháp. Past thời gian từ rồi. Possibly nó là trạng từ, vậy nó bổ hữu cho gì? Cuộc sống nghe cái gì? Nó sẽ buông cái gì? Động từ. Không, động từ trong này đâu có được đâu em. Đúng được. Tính được. Đúng rồi, vậy buông cái tính từ nào? Em đố xem. Cái nào là tính từ? Cái đang, cái câu đây ý đi. Ý đi là đang, đúng là tính từ nhưng nó không buông cái này. Slippery đúng không? Đúng cái chân. Nó phải bổ ngữ cho slippery, see ra cái slippery của em này nó chính là tính từ đó. Thấy không? Đôi khi các em không có biết nó là loại từ gì, nhưng gì mà ngữ pháp sẽ được nè. Part nó là danh từ đúng không? Possibly là trạng từ, vậy chen giữa này chỉ có thể là tính từ thôi. Đúng không? Vậy cái tính từ này nó là một cụm rồi nè. Đó, nguyên nó là một cái, nó là tính từ này. Giả sử em bỏ trạng từ đi vậy, bỏ trạng từ đi. Thì trước danh từ là tính từ. Có trạng từ này chỉ bổ ngữ cho tính từ này thôi nha. Bổ ngữ tính từ này thôi. Vậy chỗ này em sẽ cần thêm một cái gì? Tính từ nữa. Giống như là khách, những cái vị khách đó, họ sẽ không có đi trên những con đường trơn trượt với lại ẩm ướt. Được chưa? Mà trong này họ thêm cái impossible, tức là ẩm ướt. Tức là họ nói là những cái vị khách này sẽ không đi trên những con đường ẩm ướt và có khả năng trơn trượt. Đó, có khả năng trơn trượt, họ thêm cho em có khả năng là trơn trượt đó. À ok Tâm, đáp án của mình là câu đi nha em. Cái chỗ này nó hơi khó một chút nha. Bởi vì theo em có trạng từ này nè, thành ra em bị nhầm lẫn. Thì nếu mà có trạng từ này là em sẽ biết là hai cái tính từ khác nhau. Chỉ như cô gái thông minh và xinh đẹp là hai cái tính từ khác nhau. Đáp án của mình là câu đi. Cả hai tính từ đều đúng cái danh từ nha. Như từ đam thì nó bổ nghĩa từ pass. Cái từ slippery này nó cũng bổ nghĩa từ pass luôn. Còn từ possibly nó sẽ bổ nghĩa từ slippery. Đúng không? Nó nhanh quá không? Để tôi làm cái tôi nha. Đó, này đúng cái này. Ơi, cái từ past đấy thì có nghĩa hay là cái nào ảnh hưởng đến từ past đấy, nghĩa là gì cô? Từ past là con đường đấy em. Thế cái nào bổ sung? Thế là các tính từ đằng trước là bổ sung cho từ past này á? Đúng rồi. Từ slippery bổ nghĩa là nó lại hệ dòng past được một mình. Cô nghĩ là nói là bị lỗi chỗ này á. Chứ không thể nào mà chỗ này từ past này nó là bởi vì slippery cho nên là tính từ. Không thể nào tính từ thể danh từ được. Mẹ em nhìn nè, sau on là gì? Sau giới từ on là danh từ tập bóp in đúng không? Và trong này không thể nào là bóp in. Em thấy không? Trên này không thể nào bóp in. Thì suy ra nó sẽ là danh từ hoặc cụm danh từ. Thì lúc này từ pathway nó sẽ là danh từ. Từ những cái trước nó sẽ bổ những cái từ path để trở thành một cụm danh từ. Chứ phải là giống như bị lỗi đó em. Chứ không phải là ấy đâu. Hầu ấy cô nhìn cũng có phân bón dưới phẩy á, nhưng mà không thể nào dưới phẩy này được. Nó phải là danh từ, tức là tính từ bổ nghĩa đó. Được chưa anh, cái này ổn không em? Đúng là dưới phẩy có thể gây hiểu lầm thiệt, nhưng mà chỗ này về nghĩa em không thể làm gì máy được. Đó là cô đi nha. Nhắc lại là từ đam này cũng bổ nghĩa từ pass luôn nha. Và từ slippery cũng bổ nghĩa từ pass luôn, hai tính từ. Real, possibly, nó sẽ bổ nghĩa từ slippery. Đạm từ bổ nghĩa tính từ. Câu cuối nào? Câu cuối bạn nào làm ra? Câu cuối em. À, ok. Câu cô là trong chỗ có e là thay vào đó là kiểu người ghi thăm không được phép chạm vào cây. Theo cái luật đó thì có thể là rất là nghiêm khắc. Nó sẽ ngăn chặn cái việc phá hủy và tạo nên cái khu vườn đó đẹp hơn. Rồi, vậy theo em liên quan tới trước liên quan tới sau. Cô là tới sau. Đúng rồi, bởi vì tới sau khách hàng, những người viếng thăm không được làm cái này. Mặc dù cái này là nghiêm khắc này, tức là đó là một cái quy định nghiêm khắc. Quy định đó chính là cái quy định mà không được chạm vào cây á. Được chưa? Liên quan tới tới sau. Để ý được cái cuộc bài nữa, em thấy make không? Thì make tân ngữ đằng sau tính từ này, thấy không? Được chưa? Và thêm cái more là biết là xinh đẹp hơn trước kia đó. Như vậy cái chính của em là beautiful này.
nhớ nhận make tần ngữ tính từ make này, find này, sẵn nhắc lại luôn này. Đó, hai từ hay có á, keep này. Đó. Xong tới tần ngữ này, xong tới tính từ nhớ tới cho cô nha. Hay, rất là hay có một thứ luôn. Next nha em, phần 7 các em chat cho cô nè. Chat phần 7 thôi cho cô. Tám, ok. Ok, Trinh. Câu 48 và 6 biết làm Trinh. Vô lý thì Trinh đâu rồi? Làm cho cô câu 48 nè, cô hướng dẫn cho. Dịch cho cô nào Trinh. Dạ. Dịch cho cô nào chủ yếu đâu? À, cái người mà cái người mà phản hồi cái survey, cái khảo sát thì tiết kiệm được với bao nhiêu cái phiếu giảm giá? Từ từ, how much là nói cái gì em? How much là về tiền ạ? Ừ, mà em dịch là bao nhiêu cái giảm giá là how many tiền? Mà trong này chỉ có một cái giảm giá thôi mà. Cái gì có vấn đề chưa? Dịch lại nào, thử dịch lại nào Trinh. Cái người giám sát không người giám sát tiết kiệm người được. phản hồi khảo sát cái người phản hồi khảo sát thì có thể tiết kiệm bao nhiêu với cái phiếu giảm giá? Đúng rồi, thì trước hết em sẽ tìm cho cô cái phiếu giảm giá đâu, phiếu giảm giá. Em tìm voucher cho cô đã. Quan trọng quay vào phiên lịch để tìm những voucher. Đó là cách em làm, cứ làm bây giờ từ từ sẽ làm được. Voucher, tìm vào chữ voucher chưa? Đây ạ. Đâu? Sau khi bạn hoàn tất. Rồi. Bạn có. Dạ. Rồi, cô thấy voucher rồi đó. Em nói là cô biết rồi. Vậy voucher đó thì voucher được cái gì? Được cái gì? À, cái xanh. Rồi bây giờ hiểu chưa? Hiểu giải thích cho các bạn nào? Rồi ạ. Giải thích đi. À, sau khi bạn hoàn tất thì bạn có thể tải xuống cái phiếu thưởng để kiểm tra cái xanh miễn phí khi mà mua bất kỳ cái dịch vụ nào khác. Rồi giải thích cho cô xem nào, giải thích cho các bạn nào. Dạ. Voucher thì sao? Thì bạn có thể tải xuống kiểu bạn được cái có free thể tải đúng không? Vâng. Free pack, vậy free pack bao nhiêu tiền? Được miễn phí cái phanh này thì là cái giá phanh này là 5.99 đô la thì là đáp án C. Đó, giờ hiểu chưa? Lớp mình hiểu không? Thấy không? Được chưa? Em chỉ cần free voucher, em thấy được là test này, em để ý này. Đây là giá tiền của em là từ đâu đâu? 3, 4, 3 này, 4 này, gì nữa? 5, 12, đấy. Là một trong những cái này thôi. Là bây giờ họ cho em số tiền thì em bây giờ em dùng qua bên trái thôi. Họ cho em bên phải, em dùng qua bên trái là một trong những cái này. Đó, rồi em đi kiếm. Em đi kiếm là em thấy break. Thì đó chính là cái này nè. Thấy không? Là không sai câu này đó nha. Câu này là câu dễ nha. Các em nhớ là áp dụng câu 49. Làm thử cho cô nào con. À, em mừng tượng ra đáp án. Ủa? Với đáp án B. Bây giờ em có tìm ra tại sao là lật lỡ đi không? Vì người ta ghi chỗ suggestion in mind là text rồi images the size thì nó liên quan kiểu thiết kế, thì chọn câu B. The size đâu? Ba cái gạch cái text với size. Rồi, đúng rồi, được chưa? Nè, cô dịch sơ con này nha. Tức là người này gửi cho người này. Tôi rất là vui vì bạn có thể đảm nhận cái dự án của chúng tôi. Tức là người này đảm nhận vị nha. Cái người này đảm nhận vị trí của người này. Như tôi đã nói cái điện thoại thì cái quán cà phê của tôi á, thì đã phát triển ra một cái công thức mới cho cái loại uống lạnh
và chúng tôi muốn phục vụ chúng, tức là phục vụ của loại nước uống này nha em, nhớ là zoom số nhiều này, phục vụ của loại nước uống này trong những cái ly đặc biệt. Vì thế hãy nhớ những cái suggestion này đây. Thứ nhất, về cái text, tức là em tưởng tượng cái ly trà sữa em hay uống á, là cái ly đó thiết kế này, ví dụ cái văn bản là sẽ có những từ đó, rồi hình ảnh sẽ dùng cái hình ảnh đó, rồi cái size là cỡ bao nhiêu đó, đó em tưởng tượng ra cái ly trà sữa mà em hay uống đó là nó sẽ ra. Vì thế là tuân thủ cái này thì đáp án của mình phải là câu B, được chưa? Ổn đó em. Tới nha. Rồi cô xem tiếp theo là câu gì? 50, 51, 52. Ok, 50. 50, định là cái câu nào định? New cup. Em đây ạ. Cô có 50, em chọn cô D. Rồi, đúng rồi, tại sao là cô D? Cô là em loại trừ ạ. À, loại trừ đó rồi, ok, cũng được, loại trừ sao? Ở câu E là họ không có nói ở chỗ nào là có cái có nhỏ hơn với những cái đồ uống khác. Không đề cập. Cái size của cái cốc đó thôi. Còn câu B là nó nói là họ sẽ sâu cho khách hàng vào ngày 31 tháng 3, nhưng mà ở trong này thì nó nói là cái ông Marion này phải gửi cho cái ông Fernando cái cốc đầu tiên là ở ngày bán thảo. Đúng rồi, tức là gửi cái bán phát thảo đầu tiên thôi là ngày 31. Rồi sai. Rồi ở chỗ cái nguyên liệu của chúng thì có thể tái chế được thì nó không có nói ở trong này. Đúng rồi, thì đáp án của mình là câu D. Ai nhìn thẳng trực tiếp thì cô. Ai nhìn thẳng trực tiếp không? Ok, nếu như mà kiểu không cần loại trừ ấy thì ở đoạn 2 ấy cô. Cái mà cái logo của chúng tôi thường được in bằng màu xanh hải quân. Phải không? Cái logo của chúng tôi thì thường được in bằng màu xanh. Cái này là xanh gì em không biết. Nhưng màu xanh hải quân là màu xanh hơi đậm đây, màu xanh nước biển đậm. Nhưng mà đối với cái dự án này thì chúng tôi kiểu chưa sẵn sàng cho sẵn sàng với những cái ý tưởng khác. Tức là chúng ta vẫn chưa có quyết định ấy, nên là chọn đáp án B luôn. Đúng rồi, tức là chúng tôi mở cho những ý tưởng, tức là bạn có thể gửi cho tôi ý tưởng. Chúng tôi muốn xem liệu rằng bạn có nghĩ ra cái gì không, tức là cho cái người thiết kế này nghĩ ra dùm cho mình cái màu á, được chưa? Vậy chứng tỏ là cái màu chủ đạo này, cái màu chủ đề đó vẫn chưa được quyết định. Tức là cái bình thường là màu này, nhưng bây giờ chúng tôi đang open những cái ý tưởng. Nên là chúng tôi chưa quyết định rồi, đáp án là câu D. Nếu mà em nhìn trực tiếp như này được, hoặc là loại bỏ như bạn định đều được hết nha. Câu 51, hẳn là cho cô, 52 tâm. Năm mốt. Năm mốt thì nó gì chỗ gì? Câu năm mốt em chọn C. Tại sao? Có ý nào không em? Cô mới nhỏ lại chút cho nhìn thấy nó. Cái khán giả mà được hướng đến của cái tạp chí này là khán giả nào? Đó là những người gì? Thiết kế về cái giày dép, hay là những cái vận động viên chuyên nghiệp, hay là những cái người chạy mới bắt đầu thôi, hay là những cái người bán về giày dép? Câu này em chọn đi xe ạ. Thì tại sao chỗ nào em? Ở chỗ, ở cái chỗ mà ở cái dòng thứ ba ấy ạ. Chúng tôi hiểu rằng hầu hết cái người đọc thì sẽ không bao giờ đặt chân lên cái máy chạy bộ. Đúng rồi. Mà toàn là chạy đường dài hả? Cũng hợp lý lắm. Ai tìm ra được? Thường nói đầu với em. Bạn đang tìm kiếm cho một cái sở thích. Cái sở thích mà vừa vui mà vừa tốt cho sức khỏe hả? Mà khi em đang tìm kiếm thì giống như là em đâu có rành đâu, đúng không?
thường em không làm giống như em muốn chơi đàn hay cái gì đó, em đang tìm kiếm gì đó thì đó, em chưa có biết gì về đó, em chưa có biết gì thì có phải là beginner không, beginner không, đó là một. Cái thứ hai thì tạp chí này sẽ định hướng cho bạn tới cái thế giới chạy đó, thì từ cái chạy này là một này. Cái thứ hai là đang tìm kiếm một hobby, chứng tỏ là những người chạy mới bắt đầu thôi, được chưa? Thường những câu đầu nó trên ý đầu thôi em. Câu 52 Tâm đúng không nhỉ? À, câu 52 em chọn ý B mà sai á. B. Rồi bây giờ nếu mà em chọn lại nếu mà đáp án hay em chọn đúng đáp án thì tìm ra ý như nào không? À, không ạ. Rồi ai tìm được? Ai tìm được ý nào? Quan. Tìm được ý không? Này, em làm sai nhưng mà em thấy cái chỗ mà cái dòng thứ ba từ dưới lên, dòng thứ ba từ dưới lên, những cái vấn đề nơi cái vấn đề. Issue mà sao vấn đề issue mà em dùng tạp chí là gì? Đề ống bảng. Em dùng trong tạp chí là ống bảng, với cái số báo ra đó là ống bảng. Nhớ là trong tạp chí là issue em sử dụng là ống bảng, cái số phát hành đó. Mỗi cái số phát hành thì sao? Thường được cung cấp workout tập routine thể dục là cái, đúng rồi, mỗi cái ống bảng thì sẽ cung cấp cái thói quen đặc biệt là thiết, đặc biệt được thiết kế bởi những cái vận động viên chuyên nghiệp và những người huấn luyện viên. Đúng rồi, thì đó là đáp án của mình, chính là câu C, được chưa? Bạn tìm đúng rồi đó. Mỗi cái issue, mỗi cái ống bảng, tức là em tìm thấy trên magazine này, được chưa? Họ đang hỏi là magazine. Bạn tìm đúng rồi đó. Nhớ nha, issue em dùng trong ống, không ấy trong magazine là ống bảng. Họ hay dùng ống bảng trong chú ít nhiều hơn đây. Câu 53, được có hỏi câu 53 không nhỉ? Câu C. Không hỏi câu 53 đúng không? Vậy câu 54. 54. 54 là cho cô nào Huyền? Muốn cái gì gợi ý về kia khách sạn này? Tiền ó phí cho cái dịch vụ vận chuyển, cái phương tiện. Nó không xử lý cái đặt phòng trước, cái vấn đề đặt đặt phòng trước của cái ông này. Cốp C thì là kiểu dẫn một cái phòng, kiểu người chủ trì cái phòng họp. Nó tổ chức, tức là khách sạn đó nó tổ chức nó đang khai cái conference về cái lĩnh vực nào đó. Industry lúc nãy nghĩ là lĩnh vực nha. Tôi đi. Cái gì đó mà với cái khoản những cái khoản đi nó, ngoại trừ những nó trong khoảng cách đi bộ tới cái tòa này. Vậy thì em chọn gì? Có tìm ra ý không? Sai. À, hình như đó cái chỗ mà take the free, cái chỗ 7:55. 7:55. Take the free shuttle là em đi xe trung chuyển tới cổng số 5 mà của khách sạn này. Ai tìm ra cái khoảng cách? Hả? Ai tìm ra được? Chưa đúng. Gần đúng nhưng mà chưa đủ ý lắm. Em phải đủ ý nó phải tích hợp nữa. Ai tìm ra không? Cái on food nữa, cái cuối cùng. Đúng rồi. Bây giờ cô sẽ dịch nguyên cái đoạn này để các em hình dung nha. Cái bài này mới nói sao? Tôi vừa mới đến cái sân bay Toronto này, nhưng mà cái xe ô tô, cái chỗ mà đại lý cho thuê xe ô tô thế là mất cái sự đặt chủ của tôi, tức là đại lý ô tô làm mất cái việc đặt chủ ô tô chứ không phải là khách sạn, được chưa? Và tôi không có phương, nói chung là không có phương tiện nào khách sạn hết. Và một cái chiếc taxi đến cái nơi này thì khá, thì rất là đắt tiền. Vậy tôi nên làm gì đây? Vậy theo em là mục đích của mình đến đâu? Thì
cái trung tâm thương mại, cái Vans Plaza. Đúng rồi, mục đích của ông là tới cái nơi này. Mà nếu như mà ông đón taxi á, thì rất là mất tiền. Nên bây giờ hỏi là nên đi đi làm gì đây? Thì cái người này mới nói nè, tôi hiểu rồi. Thay vì đi thẳng tới sự cái hội nghị đó, tức là hội nghị ở cái nơi Vans Plaza này, thì nên đi một cái xe trung chuyển miễn phí đến từ cái cổng năm này đến cái khách sạn này. Rồi các ông này, bà này nói sao? À, cảm ơn. Tôi không biết là có option đó nữa đó. Tôi không biết là có option đi miễn phí nữa đó. Thì các ông ra nói rằng, vậy mấy giờ là cái buổi thuyết trình đầu tiên sẽ bắt đầu nè? Thì này là mãi đến 10 giờ lận. Điều đó sẽ cho tôi thêm thời gian để mà tôi lấy cái túi của tôi và sau đó đi bộ. Vậy thì em đi bộ từ đâu nào? Từ cái từ cái hình như là từ cái chỗ sân bay đúng không? Không. Cái khách sạn. Đúng rồi, từ khách sạn đến nơi này. Em hình dung cho cô là nếu như mà em đi từ cái sân bay đúng không? Mà em đi ra tới cái khách sạn, đi tới cái nơi này luôn á. Mà em đi bằng taxi nó rất là đắt tiền. Vì thế là cái người này gợi ý là em sẽ đi cái xe trung chuyển miễn phí tới khách sạn trước. Rồi từ khách sạn em đi bộ ở đây thôi. Đúng không? Từ khách sạn đi bộ ở đây thôi. Vậy suy ra là cái khách sạn này nó sẽ trong khoảng cách đi bộ tới cái nơi này mà thôi. Đúng chưa? Đó của mình nó là con đi. Cab chính là taxi đó em. Câu 55, 56 có ai hỏi không? 55. Đúng rồi. À 56 có. 56. Ngồi chờ câu 55 luôn. 55 luôn hả em? Rồi 55. 55. Xin làm cho cô 56 oan. Câu 55. Cái nội dung chính của cái bạn ghi nhớ này là gì? Rồi vậy thì cô đoạn đầu này. Cuối tuần qua thì cái nhóm IT đã cài đặt một cái phần mềm mới. Đã cài đặt một cái phần mềm building là phần hóa đơn đi. Hóa đơn đấy. Phần mềm hóa đơn mới trên tất cả các máy tính. Cái phần mềm được thiết kế nhằm giúp theo dõi cái sự sử dụng hàng tháng, theo dõi sử dụng hàng hóa hàng tháng, monthly hàng tháng. Hàng tháng là gì ạ? Từ nào? Cái hàng tháng của cô nghĩa là gì ạ? Tôi không hiểu. Track là theo dõi, usage là sự sử dụng hàng tháng của điện với lại ga, khí ga đó em, của khách hàng. Từ nào em hiểu? Cái từ usage. À, usage tức là danh từ từ use, sự sử dụng. Dạ vâng. Khi mà cái phần mềm này được thiết lập thì cái ngày mặc định, cái ngày mặc định là ngày 1 tháng 1, được sử dụng vì thay vì ngày cài đặt chính ngày cài đặt chính xác. Điều này khiến cho hóa đơn của tháng 1 tự động gửi lại cho khách hàng. Đúng rồi. Vậy theo em là cái đoạn này đang nói gì? Tức là họ nói là vừa rồi đúng không? Cài đặt cái phần mềm đó. Cài đặt phần mềm xong thì nó lại làm cái ngày lập lại là 11 tháng 1. Chứ không phải là ngày cài đặt chính xác. Giả sử là giống như em cài đặt Internet đi. Để em cài đặt tháng 2 đúng không? Thì phải tính tiền từ tháng 2 thôi. Mà tự nhiên nó mặc định là tháng 1. Thành ra là hóa đơn tháng 1 nó vẫn gửi cho em đó. Kiểu vậy. Vậy theo em có 55 chọn gì? Đáp án A. Tại vì ông này đang giải thích vì sao mà cái phần mềm này bị lỗi thanh toán. Đúng rồi, vậy theo em vì sao? Là vì
Tại sao có lỗi thanh toán xảy ra? Cái ngày mặc định của nó thì là ngày 1 tháng 1, nhưng mà bởi vì cái phần mềm của em cài đặt phần mềm á. Bởi vì cài đặt phần mềm nó có xảy ra lỗi cái, đó. Đúng rồi, bởi vì cái cài đặt phần mềm nên là nó bị sai cái này. Vâng. Rồi, câu 56. Quan. 56 là câu B ạ, giải quyết những cái phàn nàn của khách hàng. Rồi, chỗ nào cho em biết? Cái đoạn câu cuối cùng, nói chung là đoạn 1, đoạn câu cuối cùng mà những cái vấn đề của cái bill đấy sẽ được tự động gửi lại cho khách hàng lại. Đây là lúc sau đây là chúng tôi tin rằng cái vấn đề sẽ được giải quyết. Cũng như là nhưng mà chúng ta nhân viên sẽ giải quyết cho khách hàng. Chưa đủ lắm. Tiếp tục là em. Một cái bill. Đúng rồi. Nhận một cái bill thứ hai thì sẽ làm cho upset, là làm buồn. Cái làm gì nữa? Bối rối. Bối rối. Tức là sẽ làm cho khách hàng bối rối, làm cho khách hàng buồn nữa. Vì thế sao? Ông này gửi cho tất vì cả chúng nhân tôi viên. Mong đợi rất là nhiều người. Đúng rồi. Tức là rất là nhiều khách hàng sẽ liên lạc với chúng ta vào những ngày tiếp theo đó. Bởi vì cái bill nó bị sai á. Rồi sao nữa? Hãy chắc chắn là bạn sẽ trả lời bất kỳ những cuộc gọi mà được chuyển tiếp với bạn. Mà theo em những cuộc gọi này chính là những cuộc gọi phàn nàn cái gì nữa, đúng không? Bởi vì đang in bill sai mà. Thì dự kiến là khách hàng sẽ gọi lại để mà hỏi. Hoặc là để phàn nàn. Thì bây giờ hãy vui lòng trả lời những cái đó. Vậy cái ông này cũng yêu cầu tất cả những nhân viên, cụ thể là nhân viên chăm sóc khách hàng này. Tất cả những người đại diện chăm sóc khách hàng này. Vì xử lý những cái lời phàn nàn của khách hàng. Được chưa? Là câu B. Này, cái chỗ này cho em biết đáp án là câu B nha. Nè, please hãy vui lòng và hãy vui lòng chắc là nói những người này nè. Những người mà họ gửi tới nè. Hãy vui lòng trả lời bất kỳ những cuộc gọi được gửi tiếp với bạn. Cuộc gọi cụ thể là những cái cuộc gọi của họ nói về cái bill bị sai. Câu 57. Định là cái câu nào định? Nên bạn em chọn gì? Định làm cái này với em. Con 57 em làm sai ạ. Rồi có ai làm đúng con 57 không? Con 57 này, thật là không may, nó sẽ không, chỉ có không ổn á, khoảng một vài tuần nữa, sẽ không biết được khoảng một vài tuần nữa. Để em có chỗ nào? Chúng tôi tin rằng cái vấn đề này nó sẽ được giải quyết vào vấn đề mà interview bị sai đấy. Nhưng mà chúng ta sẽ không biết chắc chắn mãi đến khi một vài cái, một loạt những cái bill nữa được gửi. Tức là phải vài vài cái bữa nữa, vài cái bill nữa gửi mình mới biết là đúng hay không. Thật là không may là nó sẽ không biết được mãi đến vài tuần nữa. Tức là vài tuần nữa mới có những cái bill. Đúng không? Ví dụ một tháng có bill một lần. Thì em phải đợi vài tuần nữa em mới có bill nữa thì em mới biết được là nó ra đúng hay không chứ. Thì đáp án của mình sẽ là câu đi nha em. Cái này nó sẽ liên quan tới vế trước. Nó liên quan tới vế trước nha. Liên quan tới vế trước. Tôi xem nào. Câu 58, 59 các bạn hỏi không? 59 thấy này. 58. Rồi trả lời 59 nha. 59 làm thử cho 58 cô ơi. 58 có không? 58 có đúng không? 58 Trinh, 59 Hạnh, 60 Quyền. Câu 58, cái cô này có thể là ai nhất? Câu này rất là câu dễ đấy em. Đây là nhà thiết kế. Đáp án là vải. Nhà thiết kế vải. Tại sao em nghĩ là bà là người thiết kế vải? Cô chờ em chút. Cái loại hàng thôi. Đầu tiên là em đã nhận được 3 là từ
fabric có nghĩa là vải, và em đã xương xương cái đấy là nó là vải rồi. Xong còn đoạn tiếp theo là cái đoạn tiếp là đoạn về cái đường may thứ, nên là đấy em cho là đáp án vải rồi. Chưa chính xác, lát của xin thích ai làm được cái câu này để thích chính xác của xin nữa. Ai làm được câu 58 không? Em ạ. Rồi. Em chọn 158 là một câu B ạ. Ừ. Nhân viên bán hàng. Sao em biết là nhân viên bán hàng? Đây là một cái tên. Xong có để ở chỗ overview service thì có tên khách hàng. Xong ở chỗ cái tên mà Dennis Cover thì ở phía trước nó có là order taken by. Và kiểu cái đó. Nó được lái bởi người này nên là người này là người bán hàng ạ. Đúng rồi, đơn hàng mình được lấy và được nhận bởi người nào đó thì đó sẽ là người bán hàng. Như em, giống như em là nhân viên bán hàng, bạn là người mua đó, thì em lúc này sẽ order taken by em đó. Nhớ là do cái chỗ này nè, đáp án của mình sẽ là copy. Đơn hàng được nhận bởi người này mà thì sẽ là người bán hàng. Câu 59. Câu 59 là câu dễ nha. Là cái nơi mà khách hàng muốn thêm. Ừ. Đây top đây đâu? Nha. Bottom đây nha. Left đây nha, right đây nha. Rồi. Nó cho em trong một đơn chứng tỏ em biết là section 1 hay section 2 là 3 hay là 4. Vậy làm sao em biết là section 1 2 3 4? Em tìm được chỗ này không ạ? Ai tìm ra? Em thấy em chọn đáp án C. Tại vì C là set là gì nhỉ? Right hand. Ừ. Right hand là section 3. Ừ. Có nghĩa là section 3 nó thêm cái gì đây này? Có em chắc là từ thêm gì cái biết? Gì? Extra. Từ quan trọng extra nó chính là additional này, thấy không? Tức là thêm một cái giải cái mảnh vải thêm để mà củng cố thêm cho cái rèm. Thầy mình đang nói cái rèm curtain đúng không? Đúng rồi, cái rèm này extra chính là additional, mà extra chính là section 3, mà section 3 chính là right hand, đúng chưa? Thì sẽ đáp án là câu C, nên tính ra câu đây là một câu dễ nha. Extra chính là additional này. Câu số 10. Mấy câu giao bạn nào? Câu số 10 em stay. Rồi, tại sao chọn C? Ở cái dòng cuối cùng, cái chỗ comment. Cái mảnh vải này, cái mảnh hoặc là cái bã gì đó. Cái người đã nghĩ là cái mảnh vải, cái mảnh tường, cái mảnh rèm đó. Cái bánh rèm này nó thay thế một trong những cái trong một cái set đó, cái mà bị rách về vải mà chủ này họ cho em comment. Nó có dấu sao hả? À đây em có thêm chủ này nữa nha. Đây free wave là miễn, đây miễn phí chính là free nữa đó. Em có thêm chủ này nữa nè, thấy không? Chủ này là miễn phí mà là replacement nè. Replacement này nó chính là động từ replace, thấy không? Nó phải liên tục với nhau như em. Thứ nhất là em dùng là free, wave chính là free, wave là miễn phí, miễn đấy em. Thì chứ có từ replacement nữa. Lúc này em mới lắp replacement vào bởi vì nó bị rách nó không bị vải đó. Được chưa? Đáp án của mình sẽ là câu C, nó phải đầy đủ như vậy. Mà bị rách chính là damage gì nữa? Tear là bị rách, rách chính là damage, hư hỏng. Câu 61. Câu 61 làm cho cô nào Tâm? Câu 61 là em nghĩ là cái câu mà dòng đầu tiên, cái câu cuối là how I have a great experience every time I shop here. I thought there.
cái gì anh chỉ về cái công ty này, anh nói để có một cái chính sách trả lại rất là hào phóng, hay là nó có dịch vụ sửa đổi, hay là nó có hơn một chi nhánh, thế nào em? Em chọn cô B ạ. Rồi đúng rồi, tại sao là cô B? Sao em biết nó có dịch vụ sửa đổi, chỉnh sửa? Sao mà em nói từ cuồng đúng không? Dạ. Cái câu ở trong bài hai sau chữ recently nữa. Gần đây tôi đã mua một cái quần vải lanh, cái mà rất là vừa vẹn với tôi một cách hoàn hảo, trừ cái chiều dài là quá dài thôi. Chắc là mua rồi ok rồi, nhưng mà cái chiều dài nó quá dài thôi. Và tôi đã đến cái shop on-site, tức là tôi đến cái shop trực tiếp cái shop đó luôn á, để mà chỉnh sửa, để mà giải quyết cái vấn đề này. Tôi đã mua hàng vào thứ bảy và nhân viên đã đo lại kích thước cho tôi. Sau đó một người nào đó từ cái cửa hàng đã gọi cho tôi vào thứ hai, tức là mua vào thứ bảy nha, rồi thứ hai là nhân viên cửa hàng họ gọi điện và họ nói cho tôi biết là cái quần nó đã sẵn sàng rồi đó. Thì những cái này cho em biết là nó có dịch vụ sửa đổi nha, cái quần dài quá, xong họ đo lại cho cái người khách hàng này, khách hàng xong cái lần này thứ hai họ gọi điện là cái quần nó xong rồi, như vậy. Đáp án của mình là câu B nha, câu 62. Sao hai em chọn câu C ạ? À? Sao chọn C? Tại vì thứ hai là sửa xong rồi, thì cái chỗ mà yêu cầu delivery này thì đến cái chính là next day là thứ hai sửa chữa xong rồi thì ngày vận chuyển là ngày thứ ba là next day đấy, thì em chọn câu C. Rồi. Đúng rồi, được chưa? Tức là chủ nhật mua hàng xong thứ hai họ gọi điện nói là sửa xong, rồi kêu là thứ ba là sẽ xong, mọi người là the next day, tức là the next của mình đây chính là Tuesday thôi. Thì vậy cái thi nào deliver thì em chính là deliver, chính là arrive này, chính là đây, một C để có dịch luôn cái này luôn. Nói là thứ hai xong rồi đúng không, và tôi đã hỏi họ là vận chuyển tới nhà của tôi có cái phí nhỏ được không, cái phí ship đó, được không, thay vì là tôi phải quay lại đó, lại cửa hàng để mà lấy, đúng không? Tức là muốn là đưa thêm phí ship á. Và chúng đã đến vào cái này tiếp theo, tức là họ đã giao tới cho tôi vào cái này tiếp theo là ngày thứ ba đó. Câu 63. Định là cái của định. Update. Em à. Câu gì? Câu 63 em chọn câu A. Đúng rồi. Một trong những người bạn của tôi gần đây đã bắt đầu một công việc và cần cập nhật lại cái tủ quần áo của ấy, hay nói khác là để hiện đại cái tủ quần áo của ấy. Chứ cái tủ quần áo em không thể nào thông báo cái tủ quần áo, hay là cải tạo cái tủ quần áo, hay là đánh giá cái tủ quần áo được, đúng không? Em phải làm hiện đại nó lên, tức đổi mới nó lên đó. A nha. Còn vé đâu vay này thì em sẽ dùng cho tòa nhà thôi, bất động sản gì đó thôi. Nhưng cái mà bất động sản em dùng vé đâu vay được. Next nha em. Xin nào, câu 64 có không? Sâu lam, rồi thấy sâu lam này. Sâu 4 ạ. Sâu 4 rồi, ok. Sâu 4, hạnh là cho cô sâu lam chinh, sâu 6 oanh. Ủa sâu 6 có không? Sâu 6 có đúng không? Vậy sâu hỏi, sâu 7. Câu nào các em giải không được cái gì vậy? Sâu 7 cũng có luôn. Vậy sâu 4, sâu 5 thôi. Sống bảy cô ơi. Rồi ok. Số 4. Cô muốn các bạn là cô quên rồi. Số 4 câu hỏi là tại sao bài báo này được viết? Thì A là để giới thiệu một khách hàng quan trọng. Thì B là để chúc mừng người đoạt giải. Thì C là để thông báo. Thông báo thăng chức. Ý đây là để thành tích của nhân viên, công nhận thành tích của nhân viên. Rồi. Cái này đã bị bò nên tôi dịch nha các em. Cái tháng đầu tiên á, à quay các em có sách mà, em dịch đi hẳn. Cái tháng này thì chúng tôi muốn chúc mừng cái ông kia
đã đăng ký khách hàng mới thứ 50 trong năm. Là anh tưởng 50 chứ phải không? Tức là giống khách là hàng thứ 50 trong năm. Đúng rồi, được chưa? Cái câu này vẫn tiếp tục. Thì ông Kenny này thì là chuyên viên quảng cáo đầu tiên. Khảo đầu tiên đạt được cột mốc ấn tượng này, cột mốc. Vì vậy chúng tôi rất tự hào về ông ấy. Ừ. Và chúng tôi mong đợi là... chúng tôi mong rằng nhiều điều tuyệt vời hơn sẽ đến từ ông Kenny trong tương lai. Rồi, đợi cô chút, các em đang không nhìn thấy màn hình bên cô đúng không? Có nhìn thấy màn hình bên cô không? Bị đen. Có. Ủa có hả? Sao bên cô? Mất rồi. Để cô bấm lại. Nó bị ra bên cô từ lâu luôn. Để cô mở lại. Ủa hình như là cái này nó bị chạm rồi. Một cái khác. Đợi xíu nha. Mở tên này thì cô này. À, có chữ chứ. À, ok. Được rồi, em. Lâu lâu nó bị lát á. Rồi, em tiếp đi, đi, đi hẳn hơn. Nếu mà khác cũng có sách á. Rồi, câu này thì em chọn ý D ạ. Rồi, được chưa? Em cần... Rồi, đúng rồi. Em chỉ cần dựa vào câu đầu thôi là em có thể suy ra được rồi. Câu tiếp theo dịch giúp cô nào hồi nãy tôi có kêu bạn nào chinh không em ạ. Ừ. À, câu số 5 là cái ông Rishi này thì đã nói gì về cái ông Kennedy. Ừ. Thì em chọn đáp án là dừa. Dừa tại sao? Là dừa anh là ấy gì? Có những cái ý tưởng sáng tạo, anh ấy có nhiều nhiều cái ý tưởng sáng tạo. Đúng rồi, chỗ nào cho em biết dẫn là chứng gì? Là câu đầu tiên của đoạn 2. Đúng rồi. Là không có gì đáng ngạc nhiên khi mà khách hàng bị thu hút bởi bởi các cái chiến lược quảng cáo của cái ông này. Chiến lược quảng cáo như thế nào đó chứ em? Dạ. Chiến lược quảng cáo như thế nào nữa? Inventive. Dạ, dịch tiếp ạ. Tiền bán thiệp là gì? Cái chiến dịch tiền bán thiệp là chiến dịch quảng cáo sáng tạo dạ đúng không? Thì lúc này có từ tiền bán thiệp của em nó sẽ bằng cái từ creative. Suy ra bằng nghĩa nhau. Đúng rồi, bằng nghĩa nhau. Bởi vì invent là phát minh đúng không? Phát minh là em sáng tạo, em tạo ra. Thì suy ra tính tưởng là sáng tạo thôi. Thì suy ra câu này của em đó. Đây, trả lời cho câu 65 của em. Câu 67. Điều này cho cô đi về. Các em nhìn thấy bằng người bên cô chưa ta? 67, em sai. Em dùng lại. Rồi, vậy câu số 7 ai làm đúng? Em làm sai, nhưng mà em thấy một từ refutation là kiểu như là danh tiếng thì chắc là truyền miệng thì câu C. Câu C chưa hợp lý. Câu này treo thử tiếp nha. Câu này ai giải thích được? Yeah. Ừ. Ui nãy giờ cô. Để cô câu này hình như là em nghĩ là dẫn chứng là cái câu cuối cùng ấy. Câu cuối cùng. Rồi đọc cho cô nào. Dịch cho cô đi. Thế thì em phải dịch câu trên một tí. Ừ. À, thông qua cái việc mà làm việc chăm chỉ
mình anh ấy đã kiểu giúp đỡ cái công ty này phát triển danh tiếng và cái về sự xuất sắc, về cái sự xuất sắc và cái sự đáng tin cậy. Vì cái điều này khách hàng hiện tại đã giới thiệu cái doanh nghiệp của chúng tôi với bạn bè của họ, giúp cho chúng tôi kiểu xây dựng các cái cơ sở khách hàng của mình một cách kiểu đều đặn đấy. Vậy theo em câu 6 và 7 là câu C đúng không? Câu C nghĩa là đúng rồi ạ, là cái sự truyền miệng ở đây tức nghĩa là giới thiệu cái doanh nghiệp của mình cho các bạn bè và người thân. Đấy đúng là cái rồi. Sự truyền miệng. Đúng rồi. Tính ra con này câu dễ nha. Rồi quay nha, quay đại nha, trúng cái gì trúng nha, shuffle nè. Rồi quay. Tính ra con này câu dễ nha. Rồi, congratulations ha. Đó, inbox của số tài khoản. Next. Câu mấy nữa nhỉ? Câu số 8. Số 8 còn có này. Số 8 làm cho cô nào định? Số 8, từ 71 đúng không ta? Số 8, 71 đúng không? Số 8 cô nhỉ? Câu số 8 hồi nãy em làm sai cô. Câu số 8 của xem ông này làm việc ở đâu đúng không? Câu 68. Câu 68 trở thử tiếp. Đây hơi khó một chút mình. Ai làm được câu số 8? Ai làm được không? Ai tìm ra được? Em có đáp án rồi mà. Em chỉ việc tìm ra thôi. Treo thử câu số 8 thì mạnh dạn. Không ai luôn hả? Em. Rồi Oan. Em chọn câu đi. Rồi. Tại sao em biết là ông này làm được bảo hiểm? Tại vì ở trên thì nói chung là bà ông này bị gặp vấn đề khi mà nói chung là câu ở đây là câu dòng thứ 5, thứ 6. Good this afternoon, a good time to assess the damage đấy. Thì có nghĩa là cái ý đúng nhất là cái chiều nay đi, em dịch câu này nhá. Thì có thể là chiều nay là cái thời gian tốt nhất để làm gì đây, assess là gì? Đánh giá. Để làm gì? Đánh giá. Đánh giá cái gì đây? Đấy mà sao em biết nhìn hư cách hại. Từ nào sao biết hư hại đó. Hư hỏng á. Thấy được. Bồ lý nha. Cái tổng thì em bị hư hại. Và thấy và cái điều xem cái gì được cover, được trả tiền. Tiền về cái chính sách mà bạn đã mua. À, mà chúng tôi đã bán cho bạn. Thì kiểu như là những cái chính sách trong về cái bảo hiểm này chúng tôi đã bán cho bạn. Rồi. Có một từ quan trọng nữa, đồng ý quan trọng nữa. Thì là cái bên trên là bị cái câu đầu tiên là you make a claim for damage to your roof, có nghĩa là bạn phải bồi thường thiệt hại về cái nhà của bạn. Bạn đã đưa ra một cái lời yêu cầu bồi thường thiệt hại cho cái mái nhà của bạn, được chưa? Đúng rồi, hai ý này này thì em suy ra là đáp án của mình chính là câu D, suy ra là bảo hiểm đi. Giống như là em bị gì đó xong thấy em yêu cầu họ bồi thường, mà họ muốn bồi thường thì họ có đánh giá thiệt hại xem cái gì là có trong bảo hiểm hay không. Rồi, đúng rồi anh. Quay nha, shuffle nè, quay nha. Rồi, 20k nha. Lát nhắc cô trong tôi quên đó. Cô hay quên đó. Rồi, câu 70, 71 đúng không? 71.
để mốt làm cho cô nào hạnh. Cô này em chưa làm cô ơi. Ai làm rồi, vì làm chưa? Câu này câu dễ nha. Cái ông Kim Tate này, ông nói là điều gì bất thường không giống như bình thường á về cái cuộc viếng thăm này, tức là cái điều gì mới trong cái cuộc viếng thăm đây. Ai làm được? Cái gì mà mới trong cái cuộc viếng thăm này, tức là cuộc viếng thăm như cuộc viếng thăm khác có, như cuộc viếng thăm này có. Bất thường, ai tìm ra không? Không ai tìm ra luôn hả? 9:38 lúc mà. Câu 71 với em. À 9:38. Rồi, đọc cho cô nào. Chữ nào? Vì chỗ mà chiếm thông thường thì cái làm việc thì sẽ chỉ có mình tôi. Nhưng mà sẽ có thêm một cái nhân viên mới sẽ đi cùng với tôi. Cô ấy sẽ cái assess là gì? Đánh giá anh mới làm ở trên xong. Đánh giá anh cái những cái hư hỏng. Để cho tôi có thể kiểm tra. Kiểm tra lại cái độ chính xác. Độ chính xác. Giống như cô ấy sẽ đánh giá hư hại xong tôi bây giờ bị chỉnh sai, kiểm tra lại cái độ chính xác của nó rồi. Được chưa? Thì nó khác một cái là bình thường là có mình tôi thôi. Lần này có thêm người nữa thì đáp án thấy gì? Đáp án thấy gì? Một số này thì đó là câu đi được chưa? Tức là có thêm một người nhân viên nữa sẽ có mặt present, có mặt đi. Ok, việc câu 72 có không? 73 này, nói 73 này. 73, câu nào có thì nói cô nha. Có hồi có bị sót á. 73 làm thử cho cô nào tâm. Em làm ở nhà cô đã ở nhà chưa? Câu đi, em làm câu câu D ạ. Câu D. Ông tặng một số không, tài liệu. Câu D ạ. Câu D. Ông sẵn sàng diễn thuyết tại cái museum hả? Chỗ nào cho em biết là ông sẵn sàng? Tôi nhớ trong này đâu có được ta. Câu D là ông đúng đó. Ai làm cho cô nào? Ai làm đúng câu này nào? Ai làm đúng cái này không? Chinh, làm đúng cái này không em? Em chưa. Rồi nói về cái ông này đúng không? Ông đăng ký cái membership, chứ hết anh chị trong bài có membership không? Có nhắc tới chữ membership trong này không? Rồi, không có. Thứ hai là ông hiến, ông tặng tài liệu cho cái museum. Trước hết là em coi có tài liệu không? Có tài liệu đúng không? Có tài liệu, cô nhớ là có tài liệu. Đây, có tài liệu. Nhưng mà có phải ông tặng không? Không. Thông qua cái đợt mà tôi quyên góp năm ngoái đó, thì chúng tôi đã có khả năng mua, tức là đã mua rồi nha. Đã mua cái hộp hoặc là cái case gì đó để mà trưng bày. Và cái case đó nó sẽ điều chỉnh nhiệt độ, cũng điều chỉnh tiếp xúc nhiệt độ để mà bảo vệ những cái tài liệu dễ bị vỡ nhất hoặc là cũ nhất, thì để bảo vệ tài liệu thôi, chứ không có nói là ông này với hiến tặng nữa. Ông này chỉ nói cho cái đoạn này thôi, ở dưới là không có nhắc tới ông nữa. Rồi cô Si, ông sinh sống ở nơi này, cái đoạn này nha, thay mặt cho cái điều dưới ông này á, thì tôi muốn cảm ơn cái sự đóng góp contribution này, nghĩ này là đóng góp tiền bạc đó, contribution nó giống như donation đó. Donation, tiền bạc. Tiền bạc rất là hào phóng, rất là tốt bụng á. Cảm ơn bạn vì cái sự quyên góp, sự đóng góp tài chính và tiền bạc á trong suốt những cái năm qua để giúp đỡ cái museum này cải thiện được cái dịch vụ của nó. Nếu mà không có cái sự lòng hảo tâm của cái cộng đồng á, thì chúng tôi đã không thể phục vụ được hàng ngàn người, người mà tiến thăm cái này hàng năm. Vậy ông này có khả năng thì ông sẽ là cư dân ở đây thôi em. Mặc dù nó không nói trong này, nhưng mà khả năng ông là như vậy thôi.
Bởi vì câu A là không có membership, câu B là ông không viết tài liệu, câu D là ông đưa ra một cái bài talk, tức là không có diễn giải ở trong này đó, trong này cũng diễn giả. Mà trên này nó chỉ nói chung chung như thế này thôi, thì khả năng cao là ông sẽ là đáp án C thôi em. Đáp án C là ông sống ở đây thôi. Cái này thì em dùng phương pháp loại trừ nó sẽ chính xác hơn là phương pháp trực tiếp. Bởi vì phương pháp trực tiếp thì nó không có nói rõ lắm. Nhưng mà loại trừ thì không có membership này, không có tặng tài liệu này, cũng không có đưa ra cái bài nói, không có nghĩa thuyết, thì em chỉ được bỏ đó thôi. Trên này thì nó cũng không nói rõ lắm là ông sống ở nơi này, nhưng mà ít nhất thì em cũng biết được là ông tài trợ cho cái museum ở khu vực, cái museum ở khu vực này, khu vực Beckett County này. Nói chung câu này của phía em là nên dùng pháp loại trừ hơn ha. Các bạn mình là câu C. 745 có không em? Không có đúng không? Có ạ. Câu nào? Câu nào? Có cô 7. 7 mấy? 745 sai. 745 đúng không? Tại cô đâu có thấy trong này đâu ta. Thôi thôi, dạy 745 cũng được. 74 làm thử cho cô nào định. Cái dự án gì nó sẽ bắt đầu sớm như sẽ bắt đầu sớm. Website này, cái trưng bày này, trưng bày kiểm soát nhiệt độ này, hay là một thêm một vài món hàng vào trong cái bộ sưu tập, hay là cải thiện cái sự tiếp cận vào tòa nhà. Định tìm ra cho em sẽ nha, biết được là sẽ. Ai tìm ra câu này rồi? Trước hết là cái display cases là có chưa? Có chưa? Đã làm chưa? Đã làm rồi đúng không nè? Were able to purchase là đã xảy ra rồi, trong khi câu hỏi của mình là will be in trong tương lai, tức là chưa xảy ra. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình xem cái thứ hai là câu gì. Website, đây website, đây em thấy website phải không? We launch, website là quá khứ luôn thấy không? Website cũng quá khứ luôn. Suy ra loại, em dùng các loại trừ cũng được. Cái thứ ba của em là thêm item vào cái collection, thêm item, có ai thêm item không? Cô nhớ trong bài không có thêm item đó. Trong bài không có thêm item, không hề nhắc tới, thì đáp án của mình sẽ là câu D. Nếu mà em dùng phương pháp loại trừ, còn nếu mà em dùng phương pháp nhìn thẳng thì đây. Thì chúng tôi lên kế hoạch này theo plan 2, tức là chưa xảy ra này, trải qua một cái sự thay đổi cấu trúc cho cái tòa nhà này, chúng tôi sẽ thêm cái con đường dốc ở cả hai lối vào và mở rộng thêm cái đường ra vào để mà đáp ứng cho những cái du khách người mà đi bánh xe lăn, tức là những cái người mà có thể là chân bị có vấn đề đó em, mà đi xe lăn á, thì là đường dốc, thì đường dốc thì họ mới đi xe lăn được. Chứ ví dụ như có đường mà cầu thang thì sao họ đi xe lăn được, đúng chưa? Tức là cái cổng ra vào họ sẽ làm thêm cái đường dốc nữa để mà xe lăn sẽ đi theo cái đường đó. Nè, cải thiện tại cái lối ra vào nè. Nè, tương lai nữa không? Thứ nhất là plan to là tương lai này. Will add cái gì đó ở cái lối vào. Nếu mà em muốn dịch được cái gì đó thì là em muốn dịch được cái đường dốc thì thêm cái gì đó vào cái lối vào, rồi mở rộng cái con đường này để mà đáp ứng cái gì đó, thì cái đó chính là tương lai. Và tương lai thì suy ra là cái sự tiếp cận vào tòa nhà. Bởi vì em thấy cái entrance này, entrance là lối ra vào này, đúng không? Lối ra vào là sự tiếp cận vào tòa nhà gì nữa. Tức là đôi khi em dịch hết nhưng mà em dùng từ đồng nghĩa cũng được. Các bạn mình là cô đi nha, dựa vào cái này nha. Nhớ là highlight vào tòa nhà xem lại, không xem là quên đó. Câu 75, ai làm đúng? Nó thì có thể là định. Đứa nào em? Cô chọn câu C. Câu C. Ồ đúng rồi. Nó thì sẽ đóng cửa khoảng 3 tuần á. Nhưng mà chưa kể đến cái giá cả rất là đáng kể á. Câu cô là em chọn cái đó là ở phía sau nó có liên quan là chúng tôi sẽ tham gia vào cái grant chính phủ về cái thành phố. Chúng tôi đã ứng tuyển cho cái trợ cấp chính phủ, tức là xin thêm tiền đấy em.
Ở phía sau nó có cái will chip in fund from multiple budgets nữa. Thì thành ra là Leslie có tư thế gì của em? Not mention a considerable cost. Đúng rồi, nó liên quan tới sau của em thấy chưa? Chưa kể là tiền bạc á, mà giá cả thì sao? Giá cả thì có trợ cấp nhà nước đang xin này, rồi sẽ trích cái quỹ ra này, đúng chưa? Thì thành ra là cái này nó liên quan tới sau của em. Đáp án mình là câu 75. Những cái câu đục lỗ em phải xem nó liên quan tới trước hay liên quan tới sau nha. Tiếp tục nào nha. Câu nào nữa? Bảy 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 tám bảy 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 tám bảy sáu ok bảy sáu Trinh bảy bảy Oanh bảy tám Hạnh. Thôi cô em chưa làm mấy cái đoạn này, ăn Tết đậm quá nha, nghĩ tới mấy tuần luôn mà không làm bài nha. Rồi bảy sáu ai làm được, ai làm rồi? Mục đích của bài báo là lấy gì, ai làm rồi? Để mà quảng bá cho cái show cộng đồng, hay là để quyên góp tiền, hay là để tuyển nhân viên vào một cái đoàn diễn nhạc, cái đoàn diễn viên chứ không? Hay là thông báo về một cái dự án phục hồi, cải tạo đó, phục hồi á. Câu này cô dễ mà. Không ai tìm ra luôn hả? Cái này đúng không? Cuối cùng thì nó đã sẵn sàng để mà bắt đầu một cái dự án đầy tham vọng để một phục hồi lại cái tòa nhà, quay về cái điều kiện ban đầu. Thì restore là phục hồi nè. Động từ, danh từ của nó là restoration project đấy. Đúng chưa? Thì riêng cái câu đầu của em, cho em biết đáp án chính là câu đi rồi. Thường là mục đích là cái gì thì nó hay ở đoạn đầu thôi em, đúng chưa? Câu 77 anh làm chưa anh? Thứ bảy ai làm rồi? Chưa ai làm luôn hả? Quyền làm cái gì? Và hai con thầy nhìn nó nhiều chữ quá, nhiều chữ thì trường gặp khi thôi, ví dụ cái này đúng không? Cái gì nói về cái fundraising campaign, nó được giám sát bởi cái ông giám đốc này, nó dài hơn so với dự kiến, hay là nó tụ tập, nó tập hợp những cái quỹ từ những cái nguồn từ thiện khác, hay là nó chỉ được hỗ trợ bởi cái business thôi? Thì trước hết em phải tìm cho cô họ đang hỏi là cái fundraising đúng không? Em phải kiếm cái fundraising đây. Câu hỏi của em chính là fundraising campaign, đúng chưa? Khu dịch này nha. Cái ông giám đốc tài chính như em, chứ không phải là giám đốc của cái này nha. Ông giám đốc tài chính này, ông chịu trách nhiệm be in charge of, ông chịu trách nhiệm cho cái chiến dịch gây quỹ. Được mong đợi cái mục tiêu, mong đợi cái mục tiêu là sẽ đạt được cái quỹ đó trong vòng một năm. Tuy nhiên, bởi vì cái sự khủng hoảng của cái kinh tế địa phương này, với lại cái sự cạnh tranh từ những cái dự án từ thiện khác nữa, nên là nó đã tốn 2.5 năm cho cái dự án này. Thì thành ra đáp án của em là gì? Có phải là câu B không? Nó dài hơn so với mong đợi, đúng chưa? Nhớ hai là cái chỗ đó nha. Câu 78 này làm rồi, ăn Tết quá rồi cũng làm bài luôn, phải làm bài mà phải giải nhanh được. 78 chưa ai làm luôn hả? Hành lạc với em, Tâm, Định Chinh có ai tìm ra không? Cái thông tin gì mà ông này, ông nghĩ là có thể bao gồm trong cái bài báo? Tổng ngân sách, tổng tiền là bao nhiêu? Cái quá trình mà mua cái vé, ở cách thức để mua vé, hay là cái thời gian đóng cửa là bao lâu? Hay là cái sự thay đổi? Những cái sự thay đổi gì được tạo ra tại cái địa điểm đó, là chúng thể đây là thay đổi nào? Ông Lynch đó, Lynch, em cứ tìm cái này, bởi vì lúc này mới nhắc tới cơ động này. Lynch
Lách thí này, gợi ý đoạn này. Cái bài báo gần đây của bạn, tức là bài báo này của cái tạp này á, thì dường như là thiếu một trong những cái chi tiết mà những người đọc thì sẽ là quan tâm nhất. Đó là ví dụ cái địa điểm này nó sẽ không có sẵn trong bao lâu. Vậy thì em chọn gì? Quan. Thấy dễ không? Không chịu đọc chứ dễ mà, nhìn vô cái liền mà. Anh chọn gì anh? Dự án này nó sẽ không có dự án trong bao lâu. Câu gì? Câu mấy? Câu mà em lát 78 á. Đúng rồi, 78. 78 em làm sai. Rồi giờ cô gợi ý C. Nè. Đúng rồi là câu C đúng không? Nè, cái địa điểm này nó sẽ không có sẵn trong bao lâu. Không có sẵn trong bao lâu, tức là đóng cửa bao lâu ấy. Câu C. Em nhìn chữ nó, tuy em nhìn chữ nó dài nhưng mà thiệt ra nó dễ. Thấy không? Nhìn vô thấy liền mà. Ví dụ nhắc tới ông này đúng không? Mà ông này như thế này có bài thì em phải nhắm vào cái đoạn này cho cô. Đó, chứ em không thể nào nhắm trên này được nữa. Câu C nào? 78. Rồi, thấy hết hỏi rồi. Chắc là có lẽ là mấy câu sau chưa giải đúng không? Có. 79 cô. Rồi, 79. 79. Ông này, ông nói cái gì trong cái lá thư của ông? Ông lo ngại là những cái ghế này nó sẽ không thoải mái. Hay là ông nghĩ rằng cái ghế shop này nó không nên nhỏ hơn. Hay là ông không thích cái việc sử dụng của những cái lá vàng trong cái sảnh. Lá vàng là những, em vào cái thư viện đó, em hay thấy là cái hình lá mà được làm bằng giác vàng ấy, trong cái bưu điện, trong cái bảo tàng á. Ông ấy muốn những cái hình ảnh cũ của cái theater này thì được giữ lại. Mà ông này ông đề cập lá thư của ông thì cứ coi đây. Đây, tôi sẽ tìm chi tiết này. Cô ấy tôi nhớ là cô tìm ra mà. Đợi tôi chút. À đây đây. Trong khi thì tôi rất là hài lòng rằng cái theater này nó được tân trang, nó sẽ được tân trang. Thì cái dự án thay cái những cái sự thay đổi được đề xuất ở cái lobby, em phải tính cho cũng lobby. Cái lobby này là một cái sai lầm, tôi nghĩ là như vậy. Tức là trên này họ sẽ nói là họ cải cách những cái gì đúng không? Thì dưới đây ông này ông mới biết là à, ông này cải cách thì ông này rất là vui đó. Nhưng mà có điều có một số cái sự thay đổi đối với lại cái sảnh đó, thì ông thấy là nó như là một sai lầm. Tức là không nên thay đổi ở cái sảnh. Vậy em phải tìm cái lobby cho cô. Cái lobby đây đúng chưa? Ở trên thì ông nói rồi nha. Ở dưới này thay đổi lobby này, họ đang dự định thay đổi này. Cái khu vực lobby, tức là khu vực sảnh này á, thì cũng sẽ trải qua một cái sự lột xác ngoạn mục. Lột xác này, ngoạn mục này. Cái shop gift, tức là cái cửa hàng mà bán đồ lưu niệm hiện tại á, thì sẽ giảm cái kích thước về ban đầu. Tức là bây giờ là hiện tại là kích thước của cái shop này đang bự ở cái sảnh. Thì bây giờ cho cái gift shop này nó sẽ nhỏ lại. Vậy ông này ông nói sao? Tức là dự kiến là gift shop này nó sẽ nhỏ lại ở cái sảnh đó. Mà ông này ông nói sao? Những cái sự thay đổi ở cái lobby thì nó là một cái sai lầm. Thì ý ông nói là gì? Ông nghĩ là cái gift shop này nó lẽ ra không nên nhỏ lại chứ. Đúng chưa? Phan lớp mình hiểu cái này không? Trước hết là em phải hiểu là ông nói là cái lobby này không nên thay đổi. Mà bây giờ họ nói trên thay đổi là sao? Em tưởng tượng cái sảnh đó. Bây giờ phải kêu là muốn sẽ cho nó nhỏ lại ở chỗ cái gift shop. Đối với cái sảnh. Thì mà ông này nói à, cái sảnh đó là không có nên dạy như vậy. Giữ nguyên cái sảnh đó. Như vậy. Thì tức là không nên cho nó nhỏ lại thôi. Câu này là câu hơi khó nha. Câu này câu hơi khó. Còn một cái lucky money nữa đúng không? Cô sẽ lựa một câu. Câu 80 luôn á. Ai làm đúng thì cô sẽ có lucky money. Cái ông này nè, ông khuyến khích người đọc liên lạc với ai? Ai em, làm được? Em. Ủa oan nữa hả? Em tìm lại cho cô xem. Ok. Em làm thôi. Xứng đáng bởi vì bà mới làm bài trước. Con này. Nha. Cái, okay. Cái câu mình sẽ tính là connect the inter desire, là kết nối với cái ông nhà thiết kế này. Ừ. Đấy.
mình sẽ giống lên trên này. Giống lên. Nhà thiết kế là tên gì? Là dòng thứ tư. Ừ. Inter Desire Giang Minh Giang gì đấy. Đúng rồi. Đấy thì là cái ông kia. Chính là câu B. Đúng rồi, được chưa? Thế dễ không? Này ông này, ông khuyến khích những người nói này nên liên lạc với ai. Này ông nói này, ông là người viết thư. Tôi hy vọng những người đọc này sẽ liên lạc với lại cái người mà thiết kế nội thất. Và người thiết kế nội thất là ai? Tính chất bất cầu, người thiết kế nội thất chính là ông này. Thì suy ra đáp án của mình chính là câu gì? Câu B. Nếu mình nghĩ thế này không? Tính ra câu này cô cũng hơi dễ dễ. Cái điều là chữ nó nhiều nên mình bị loạn thôi. Để qua coi lucky draw chứ. Bài này trúng đánh nhờ. Nhưng mà không sao, có chuẩn bị bài trước nên đó là một kết quả xứng đáng. Shuffle nha. Rồi quay. Đây em, đây anh phần thử của em. Mày giá thấp nhất trong ngày hôm nay. Rồi, congratulations. Rồi, tổng cộng của em bao nhiêu lá? Mình có nhớ 31 không? Còn xin lầm 15 đúng không? Rồi, any question? Câu nữa không? Rồi, câu nào nữa? 83, 85, 87, 88. Nhiều lắm cô ạ. 83, 85. Ok, 83. Ủa, có 83 mà sao biết làm? Vô lý nha. Em dựa lại xem nào. Trên đây em đừng có lừa cô. Có tấm ba sau sao làm được anh. Mà bảo click vào cái link. Chỉ có một cái link duy nhất trong này. Mà sao em làm sai câu này là vô lý nha. Đúng rồi. Tấm ba. Ờ, em làm đúng rồi. Em làm đúng rồi nhưng mà em tô sai. Ừ. Được chưa? Có tấm ba này họ bảo em là này, để đọc những cái gì mà những cái khách hàng trước đó đã nói về cái dịch vụ thì hãy click vào cái link này nè. Thì có phải là em phải xem lại cái lời dẫn chứng không? Tức là xem cái lời dẫn chứng của khách hàng, đúng chưa? Câu này là câu dễ nha, đáp mình là câu C. Câu 85. 85. Cái ông này trời của 85 sao lại sai. Vô lý nha anh. Đầu tiên ông nghe về cái ông này ông nghe ở đâu đây mà sao lại làm sai? Thừa thừa câu cuối nào ở đoạn cuối thôi. Hoặc là kết hợp. Ai kiếm cho cô được câu 85? Bằng cách nào mà cái ông Richardson này ông nghe về cái ông này? Bằng cách nào? Đọc trên một cái bài báo hay là tham gia một cái bài nói, bài học á, bài giảng á, hay là xem cái chương trình. Đấy, ông a coworker giới thiệu. Đâu? Comment when I read a coworker interviewed me. Đúng rồi. Thì suy ra coworker chính là colleague. Đó thấy không? Recommendation đó chính là introduce. Được chưa? Chính là nó. Thì đáp án của mình sẽ là câu D nha. Đây nhớ em, câu này câu 85. Câu nào nữa? Lấy anh lấy câu nào nữa anh? Từ khoan một mít đi. 87, 88. 87, 88. 87, 88. Cái gì nói về cái ông Vela này hả? Vela. Ông này làm việc cho một trong những cái công ty bảo hiểm lớn nhất trong vùng. Ông này không có khả năng đưa ra bài thuyết trình cho khách hàng vào cái ngày sự kiện. Ông này đã thu hút nhiều nhà đầu tư nhờ cái sự giúp đỡ của công ty này. Ông này đã nhận được lá thư viết tay từ một cái người trợ lý, cái người quản lý, cái người quản lý trợ lý quản lý luôn. Sao câu này mà làm sai được? Đây, em nhìn cho cô, đây là cái ông này là người viết này. Câu hỏi nè, member này, member hỏi này. Sao câu này mà làm sai được nhỉ? Ai tìm ra ý nào?
Vậy trong này sân ai, sân mai là chính là Vela nha em. Nè. Vài ngày sau thì tôi nhận được một cái thiệp được viết bằng tay tại cái văn phòng của tôi. Nó đến từ cái Maria Martin và cô ấy cảm ơn tôi vì đã bức tiền, vâng vâng. Mà cái bà Maria này là bà nào? Bà Maria. Bà Maria này là bà này làm cho cái plaza này. Cô gái duy nhất mà đặt ở đâu nha? Đây, cô dịch từ đầu này nha. Cái công ty bảo hiểm của tôi gần đây đã sử dụng cái này để mà tổ chức cái tiệc kỷ niệm hàng năm cho những cái nhà đầu tư. Và cơ sở vật chất ở đây rất là hiện đại, lại tinh tế. Vì thế là nó rất là lý tưởng khi mà bạn cần một cái sự ấn tượng mạnh cho khách hàng của bạn. Vào cái ngày sự kiện á, thì có một cái sự cắt điện á, ngắn đã làm delay cái thời gian bắt đầu của cái bài thuyết trình. Mặc dù nó không phải là lỗi của cái nơi tổ chức này, nhưng mà cái nơi này nó đã cung cấp cho chúng tôi những cái bánh quy với lại bánh nướng miễn phí. Nhớ cho tôi từ này là miễn phí nha. Thay cho cái lời xin lỗi, vài ngày sau thì tôi nhận được lá thư cảm ơn được viết một cái thiệp được viết bằng tay tại cái văn phòng của tôi. Đó là từ Maria Martin và cô ấy cảm ơn tôi vì đã booking. Thì cô ấy phải làm trong cái plaza này chứ, đúng không? Trong cái này thì cô ấy mới gửi cái lời cảm ơn vì đã booking chứ. Và xin lỗi tôi một lần nữa vì cái sự bất tiện này. Và tôi rất là ấn tượng với lại cái sự liên lạc cá nhân này, touch và liên lạc đây, contact đó. Vậy suy ra đáp án mình là gì? Để cô highlight lên chứ. Đây. Ở đây đã nhận được bức thư viết tay nè, đúng chưa? Thì suy đáp án của mình sẽ là câu 88 nha. Mục đích của cái email là gì? Em có xác định email nào? Email này. Email này hay email trên để xem. Để mà thể hiện được cái sự cảm kích về mỗi cơ hội, để mà khuyến khích nhân viên tham gia cái event, để mà yêu cầu cái quỹ cho cái sự phát triển chuyên môn, để mà tuyển những người tình nguyện làm việc cho conference. Email. Câu này có ai ở nhà làm rồi không? Có ở nhà là ai làm rồi không? Cô dịch cái đoạn tiếp theo nha. Đoạn này Martin này là một cái người trợ lý này, một cái người trợ lý quản lý này, như là một người trợ lý của cái này, cái tổ chức hồi nãy á, cái địa điểm tổ chức á, thì tôi đã biết được nhiều trong cái việc mà xử lý đối với cộng đồng, tức là đối với dân chúng á. Và tôi rất là biết ơn vì bạn đã chọn tôi để mà tham gia vào cái conference sắp tới này. Đây sẽ là một cách tuyệt vời để cho tôi kết nối với lại mọi người trong cái vai trò tương tự như vậy, và để học, để biết thêm về cái việc mà trao dồi những cái kinh nghiệm cho khách hàng của chúng ta. Và tôi biết rằng cái người giám sát trực tiếp của tôi chính là cái người này, đã thấy cái sự kiện này nó rất là bổ ích vào năm ngoái. Sự thật là nhờ vào cái kết nối ở cái sự kiện này mà anh ấy đã được offer một cái vị trí tại cái nơi này. Vậy theo em là cái email của bà ý bà là đánh giá về cái cơ hội đó, hay là bà đánh, hay là khuyến khích nhân viên tham gia vào cái sự kiện đó, hay là gì? Nó là câu A chứ đúng không? Nó là đánh giá vì nó cho bà cơ hội này. Đây, đi sai highlight lên này. Tôi rất là biết ơn vì đã chọn tôi tham gia vào cái sự kiện sắp tới. Biết ơn tức là cảm kích không? Appreciation, cảm kích. Opportunity là cơ hội mà cho tôi tham gia vào cái sự kiện này. Thì suy ra cái câu này cho em biết đáp án của mình là câu A. Kịp không anh? Kịp không? Nó dùng từ đồng nghĩa nhiều lắm. Thankful nó bằng cái appreciation đó. Câu nào nữa? Anh ở nhà làm rồi đó em. Câu nào nữa? Câu 93, 94, 95. Rồi, 93. 4, 5, 200. Rồi, cái ông này, ông gửi cái email này cho ai? Em có xin cho cô ông Relay là ông nào nha? Relay. Đây, Relay là đây. Là cái ông này này. Ông gửi email cho bà Lucy.
Vậy em phải biết bà Lucy này là ai nha. Em phải biết bà Lucy là ai. Em nhìn nè. Cái người tổ chức cái sự kiện này á, người tổ chức cái sự kiện này á, đã yêu cầu tôi là tổ chức một cái phiên hỏi trả lời tại cái event sắp tới. Tôi muốn bạn đặt cho tôi một cái vé một chiều vào ngày 18 tháng 6 và tôi không cần vé khứ hồi bởi vì tôi sẽ ở lại Berlin thêm một vài ngày để mà nghỉ ngơi. Và tôi sẽ tự sắp xếp bằng chính bản thân tôi, ý là nói là tôi sẽ cái vé về tôi sẽ tự lo liệu. Tại tới đây thôi thì em phải biết bà này là ai. Bà này sẽ là cái người trợ lý cá nhân của ổng thì mới book vé cho ổng chứ. Chứ không thể nào nhân viên training đi book vé. Không thể nào có người tổ chức sự kiện đính vé mà người tổ chức sự kiện là đã nhắc tới rồi. Người tổ chức sự kiện này muốn tôi mà, đúng không? Thì không thể nào yêu cầu bả được. Giống như là cô nói là anh muốn cô là có mặt tại cái này nên là Tâm phải đặt vé cho cô. Thì lúc này Tâm sẽ là personal assistant. Còn anh sẽ là event planner nè. Câu ai kịp không em? Đặt vé thì em nghĩ ngay tới assistant. Câu 94. Vậy cái ông này ông sẽ cover cái nào? Em phải tìm được của cái nào đó. Volunteer recruitment vân vân. Là cái ý nào đâu? Cái ý này đúng không? Đây đúng không? Vậy họ cho em bên trái chứng tỏ em phải tìm bên phải. Em xem là cái giờ nào. Ở nhà anh tìm ra con mèo anh. Câu này là câu kết hợp, mà thường câu kết hợp là câu dễ. Em có biết là ông này khó hơn cái nào nè? Chỗ nào? Đó, kết hợp với cái bảng cuối cùng ấy. Đúng rồi, nhưng mà em kết hợp cái nào với cái bảng? Em kết hợp giờ. Ừ, giờ đâu? Em kết hợp bị sai sao em chọn câu đi. Câu đi, trời ơi, câu này là câu dễ nè. Để mình chỉ cho em thấy nó dễ cỡ nào. Đây, em để cho cô ông Conrad này chính là relay đúng không? Mà đang hỏi relay nè. Relay chính là người gửi nè. Ông relay ông nói nè, ai, ai là chính là ông relay nha. Tôi nên có mặt vào khoảng thời gian là 9:30 đến 10 giờ buổi sáng. Vì thế tôi sẽ có thời gian để mà chuẩn bị cho cái conference venue vào lúc 11 giờ. Cái phiên của tôi là cái phiên 11 giờ nè. Thì suy ra phải là cái social media chứ. Thấy không? Thấy dễ chưa? Đúng không? Mà cái đó hiểu chưa? Thấy là tâm hơi vậy. Hiểu không? Ai? Thì chính là cái ông. Ông relay đúng không? Mà ông relay ông tự ông nói là ông phải nên có mặt từ lúc 9:30 đến 10 giờ tiếng sáng. Để mà ông có thời gian để mà chuẩn bị. Để mà đi đến cái conference venue. Cho cái phim 11 giờ của ông. Của tôi. Của tôi chính là của ông relay. Mà của ổng thì chính là lúc 11 giờ nè. Chỗ này hiểu không các em? Quan ổng em định chính. Ok. Nên câu đó là câu dễ nha. Câu 95 cũng làm dễ nữa nè. 95 cũng là cái hợp dễ nữa. Rồi. Cái ông này ổng sẽ sử dụng cái công ty nào vào ngày 18? Em nhìn này họ cho em bên này đúng không? Thì em phải nhìn bên này. Cũng là câu ổng nói đó nè, bởi vì kết hợp giữa ổng mà relay là ổng, mà ổng là dưới này nè, liên quan đến ổng nè, ổng liên quan dưới này cái bảng này với lại cái bảng này. Cô sẽ dịch ở trên một chút thôi. Đây, mặc dù là tôi sống ở gần cái Balanistis với lại cái Rainbatch là đây đúng không? Đây, Balanistis là hai cái này, với lại Rainbatch là bốn cái này đúng không? Rồi, nhưng mà chưa. Nhưng mà tôi muốn khởi hành từ cái nơi này hơn. Tôi muốn khởi hành từ cái nơi này hơn bởi vì nó là một cơ sở vật chất tốt. Thì lúc này em suy nghĩ một trong hai cái này, đúng không? Mà bây giờ ổng nói sao? Ổng muốn đến vào lúc 9:30 đến 10 giờ. Thì em phải chọn lại thời gian đến này. Là lúc 9:41 này. Nó nằm trong cái khoảng đó. Và gì nữa? Nó phải dưới 30 pound nữa, 30 euro nữa. 30 euro thì 29 euro nè. Thì có phải là Ubi không? Đúng chưa? Thì vậy chưa? Em để ý dưới 30 đô thì chỉ có vài một trong hai cái này thôi. Mà bây giờ ông muốn đến từ nơi này mà trong khoảng thời gian này nữa thì phải là cái câu Ubi thôi. Để cô highlight lên nha. Thứ nhất là ông muốn này, ông muốn đến từ cái nơi này là một này. Cái thứ hai là trong khoảng thời gian này này.
9 giờ 30 đến 10 giờ này. Cái thứ ba là giới hạn trong 30 đô này. Đây, giới hạn 30 đô của em này, trong khoảng thời gian đó này. Rồi ông thích cái nơi này nữa, thì có phải là suy ra là cái này không? Đó, mấy câu bản, mấy câu dễ lắm. Câu 200 nha. 200. Cái gì nói về cái voucher? Vậy em có ký cái voucher anh? Ký cái voucher này giống như hồi nãy Trinh làm đó. Câu này ngoài anh ra có bạn nào làm cái câu 200 không? Định làm cái câu 200 chưa? Chưa hả? Có bạn nào làm không? Thì làm cái câu 200 không? You enjoy spend a voucher. Đâu? Đâu nào em? Đoạn 2 letter ấy cô. Đấy. À rồi. Rồi voucher. Rồi, thường câu cuối nó sẽ ở đoạn cuối. This voucher can use như thế nào? Không thể sử dụng online. Đáp án là không thể sử dụng online. Vậy em phải tiếp cho cô tại sao nó không sử dụng online? Chỗ nào tôi biết là không sử dụng online? Bất kể các retail location. Lỡ câu nào? Em tưởng như là bất kể các retail đấy thì có thể bất kể các địa điểm nào, kể cả online hay offline. Không. Em bị quên một cái từ mà bữa cô hay nhắc. Có ai nhớ cái từ nào quan trọng không? Để mình chứng minh nó là không thể nào online mà nó phải là offline, nó phải là tại chỗ. Đúng mà, please, not the voucher. Không, không phải chỗ đó em. Một cái từ quan trọng, không ai nhớ hả? In person là gì? Ai nhớ in person là gì? Trực tiếp. Đúng rồi, trực tiếp hoặc là đích thân. Cái voucher này sẽ có thể được sử dụng trực tiếp hoặc là đích thân tại những cái location của cái nơi này. Đó, là em phải tới location của cái này á. Thì bắt buộc nó phải dùng offline, không được dùng online. Đúng chưa? Nè, in person nè. Giống như em đi phỏng vấn, như khi em nói là đi phỏng vấn in person là em phải tới đó. Chứ em không có phỏng vấn ở cái online được, cái trực tiếp thôi. Rồi câu nữa không? Mình nhớ các em phải làm bài mới lấy được chứ. Nhớ dàn được cái phương pháp hồi nãy cô nói mấy bước rồi làm. Còn câu nào hết các em? Vậy hết rồi đúng không? Quan còn nữa không? Nếu mà khác. 98 cô ạ. 98. Cái gì nói về cái bà này đúng không? Bà này bà đang mua một cái thiết bị vào cái ngày này. Bà đăng ký một cái chương trình thành viên trung thành. Bà đã xem cái này. Bà đã phàn nàn về cái này. Trước hết em biết cái bà này. Bà này đúng không? Chúc mừng bạn đã là người chiến thắng cái giải đặc biệt đó, vào cái quay trúng thưởng ngày 8 tháng 1. Em sẽ biết là cái bà này, bà là người chiến thắng cái giải đặc biệt trong cái lần rút thăm ngày 8 tháng 1. Vậy em phải xem tại sao bà được rút thăm. Em phải kéo lên đây những cái người mà xem cái đề người những cái người mà xem nhân viên đề mô về cái tính năng của cái sản phẩm thì sẽ có một cái vé, một cái form đăng ký để mà cho cái việc rút thăm. Vậy chứng tỏ bả phải là người xem cái demo thì bả mới có cơ hội điền vào cái form, mà cái form để mà rút thăm. Mà khi bả điền vào cái form trúng thưởng thì suy ra bả là người chiến thắng. Vậy đáp án của mình là câu C. Chỗ này hiểu không? Đúng không? Em phải tìm cái mối liên hệ của nó. Tìm bà này chính là người giành được cái giải này trong cái lần rút thăm. Và tại sao nó là trong rút thăm? Bởi vì có tham gia cái đề, có coi cái demo này. Coi demo thì có cơ hội vào cái prize drawing này. Đúng không? Đúng chưa? Thì đây là câu kết hợp giữa hai đoạn này. Suy ra đáp án của mình chính là câu C. Bà đã xem cái demo và bà có cơ hội điền vào form rút thăm. Và bà được rút thăm trúng. Còn hết. Hết lên rồi ạ. Rồi hôm nay cô thấy cô có lời khen cho anh này nha, chuẩn bị bài tốt, làm bài cẩn thận này, hỏi càng nhiều càng tốt này.
Những bạn khác chưa làm bài đầy đủ ăn tết thì đập tặc luôn đúng không? Rồi, bye bye lớp mình nha. Về nhà làm, về nhà cho cô. Nhớ làm những cái bước cô nói nhắc lại. Bước 1, giải đi. Canh 2 tiếng, 2 tiếng xong giải hết những câu còn lại luôn. Bước 2 là em phải đếm số câu đúng và xem lại những câu mình sai. Câu nào mà em phải tự em tìm ra lỗi sai thì em mới nhớ chính xác. Còn nếu mà em chưa tìm ra lỗi sai á, thì em lên đây hỏi cô. Tức là em phải tự lật trước và đã chứ không lật cứ dựa vào chào cô hết đúng không? Em sẽ khó nhớ lắm. Được chưa? Chạm kỹ rồi đó. Bye bye lớp mình nha. Ok, bye bye cô. Bye bye. Bye bye.